Chào mừng quý vị đang đến với chương trình đọc truyện của VN YouTuber. Quý vị thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng ta đến với phần 8 của tiểu thuyết Miền đất lạ. Điệp vụ VK2. Chiếc xe Toyota cao linh khinh vừa dừng bánh trước biệt thự xinh xắn. Người quản lý vội chạy từ cầu thang hành lang xuống, kính cẩn đến bên xe mở cửa để một người béo lùn ăn mặc sang trọng bước xuống. Đó là Yoshika chủ một xưởng máy chế biến cao su tại Philippines. Yoshika tuổi trạc 40, sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, nhưng lại nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Hắn có một thân hình vạm vỡ cùng cặp mắt sắc sảo. Yoshika hất hàm về phía chiếc vơ đét bóng nhoáng đỗ ở bên đường hỏi người quản lý. Xe của ai kia? Người quản lý lễ phép. Thưa ông chủ, đó là xe của ngài Clinton. Hiện ngài đang ngồi chờ ông ở trên phòng khách yosika khẽ nhíu đôi mày ông ta đến lâu chưa dạ thưa ông chủ ông ta vừa đến được 5 phút thôi ạ à. yosika ra hiệu cho tài xế cho xe vào gara rồi hắn xách chiếc cặp ra thong thả bước lên bậc thang vào phòng khách lúc đó một người mỹ cao lớn đầu trải bóng cũng vừa buông tờ báo đứng lên vui vẻ mừng rỡ chào ngài yosika ngài vẫn mạnh chứ yosika cũng giang tay niềm nở a à, xin chào ngài clinton rất hân hạnh được đón tiếp ngài xin mời ngồi sau khi cất chiếc cặp da vào ngăn kéo yoshika ra hiệu cho người quản lý lấy rượu rồi bước đến salon ngồi đối diện với clinton hắn móc túi lấy hộp thuốc lá đặt lên bàn nói xin mời ngài ta cùng uống một tí nhé xin cảm ơn người mỹ rút một điếu châm lửa hút rồi vui vẻ nói tôi có mang tới làm quà cho ngài một hộp xì gà La Havana loại hảo hạng. Chắc là ngài ưa dùng loại đó. Josika mỉm cười. Ồ, oh, rất cảm ơn. Ngài thật là một người tế nhị. Một chút quả mọn có đáng gì đâu. Nói đoạn, hắn mở ra lấy một hộp xì gà rất đẹp đặt lên bàn, đồng thời rút thêm một hộp nhỏ nữa để bên hộp xì gà. Yoshika ngạc nhiên. Gì vậy thưa ngài? Clinton tươi cười. Một thứ đã mua nhờ ngài chuyển dùm cho Sakura, cô cháu gái đáng mến của ngài, và xin ngài cho biết Sakura hiện nay sống ra sao? Xin cảm ơn sự săn sóc của ngài. Cháu gái tôi vẫn mạnh. Cháu cùng mẹ cháu trông non cửa tiệm ở trên phố. Còn ngài chuyến về Mỹ của ngài vừa qua có gì mới lạ không? Xin ngài thuật lại cho nghe, thưa ngài Clinton. Clinton gật cù vẻ khoái chí. Ồ, tất nhiên là có nhiều điều mới lạ. Tôi sẽ nói để ngài hay. Nhiều việc có liên quan đến ngài và nhà máy của ngài đó, Yoshika. Thôi chúng ta đi ngay vào đề nhé. Người Mỹ chúng ta là những người theo chủ nghĩa thực dụng. Tôi xin nói ngay. Trước hết là xin chuyển tới ngài lời thăm hỏi của ngài Lenstein. Cấp trên có nhận xét về công việc của chúng ta trong thời gian gần đây. Mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng thực ra thì họ chưa hài lòng cho lắm. Thậm chí còn khiển trách chúng ta là triển khai công việc quá ư chậm chạp. Ngài Lenstein có thúc tôi là phải nhanh chóng hoàn tất điệp vụ VK2. Thời hạn họ cho là còn 60 ngày. Vì vậy với thời gian ngắn ngủi đó, tôi nghĩ rằng Ngài phải gắng sức mới có thể hoàn thành sứ mệnh được. Vậy xin Ngài cho biết đã có thêm tin tức gì sáng sủa về vụ VK2 chưa? Yoshika lấy tay bóp vầng chán, trả lời một cách nặng nhọc. Thưa ngài Clinton, Quả thật là chúng tôi đang gặp khó khăn về vụ này. Sau khi kỹ sư Matestani, ông anh rể của tôi chết đi, có để lại chúc thư. Người em trai ông ta đem nộp cho chính phủ, như chúng ta được biết, thì trong chúc thư có nói đến một tấm bản đồ bí mật được trao lại cho một kỹ sư người Philippines, cũng cộng tác làm sân bay với ông ta. Theo nguồn tin chính xác của chúng tôi, thì viên kỹ sư Philippines cũng đã chết rồi. Vì vậy, công việc bị bế tắc từ khâu ấy, mong ngài thông cảm cho. Clinton nhếch mép mỉa mai. Ngài định bó tay sao, thưa ngài thiếu tá Kempeitai? Clinton cố tình nói móc Yoshika, vì hắn nguyên là thiếu tá hiến binh của quân đội Nhật hoàng. Bị chạm tự ái, Yoshika đỏ mặt lắc đầu giận dữ. "Ngài Clinton, không đâu, không hẳn là chúng tôi phải bó tay đâu. Tuy nhiên chúng tôi đã có cách và sẽ tìm thấy con trai viên sĩ kỹ sư Philippines, chắc chắn rằng tấm bản đồ ấy." còn nằm trong tay con trai ông ta. Chúng tôi đang tìm, và đã thấy vết chân. Clinton gật cù, tự tay rót hai cốc rượu, rồi nâng lên ngang mặt. Vậy thì xin chúc mừng ngài. Chúng tôi hy vọng trong 60 ngày tới, ngài sẽ thành công. Yoshika tự đắc, giọng nói đầy tin tưởng. Có thể sẽ rút ngắn thời hạn xuống 30 ngày. Vâng, chỉ 30 ngày nữa thôi. Chính Sakura, cháu gái tôi, sẽ hoàn tất điệp vụ này. Ồ, Xin chúc mừng tài năng của Sakura và tôi hy vọng, rất hy vọng vào cô cháu gái của ông. Giữa lúc hai tên đang hào hứng tân bốc nhau thì viên quản lý lại bước vào kính cẩn thưa. Thưa ông chủ, có ngài quản đốc nhà máy cần gặp ngài báo cáo việc khẩn cấp ạ. À? Yoshika hơi sửng sốt, hắn bảo người quản lý. Bảo với ông ấy là tôi đang có khách, chờ cho một lát. Viên quản lý rụt rè. Dạ thưa, tôi đã có nói. Nhưng ông ta yêu cầu gặp ngay ông chủ, vì có việc rất quan trọng ạ. À. Yoshika liếc nhìn Clinton đắn đo, nhưng sau hắn ra lệnh cho viên quản lý. Thôi được, cứ cho ông ta vào đây. Một người Nhật khoảng 30 tuổi, nước da hơi tái, bước vào, cúi gặp người chào. Yoshika ra hiệu cho gã ngồi xuống, rồi nói bằng tiếng Nhật. Đây là ngài Clinton khách quý của tôi, ông có thể cứ báo cáo, có sự gì xảy ra ở nhà máy. Viên quản đốc liếc nhìn Clinton rồi nói nhỏ với Yosika. "Thưa ông chủ, khi ông vừa về khỏi thì công nhân ở phân xưởng chế biến họ cũng bỏ việc để phản đối lệnh bắt làm thêm giờ của ông. Chúng tôi có nói là sẽ trừ lương thì họ làm dầm lên là nếu không thanh toán đầy đủ, họ sẽ phá hỏng hết máy móc. Vì vậy, tôi vội chạy về đây báo cáo với ông chủ ngay." Yosika trợn tròn mắt, hắn nghiến chặt hai hàm răng lại rít to à bọn công nhân bây giờ lại dám hỗn thế à thế còn ngài yoshida em trai tôi đâu viên quản đốc sợ sệt dạ thưa ngài kỹ sư trưởng lúc ấy cũng có mặt nhưng họ cũng không sợ họ còn dám nói là anh em nhà ông phải bỏ ngay cái thói bóc lột ấy đi và ngài kỹ sư trưởng bảo tôi đi xe gắn máy về đây mời ông tới nhà máy ngay không thì lộn xộn lắm bọn chúng đồng tình với nhau gây dối yoshika giận dữ hạ lệnh anh về nhà máy, báo cho công nhân ở lại, tôi sẽ đến ngay nói chuyện với họ. Viên quản đốc cúi đầu chào kính cẩn bước ra, Yoshika quay lại nói với Clinton. Xin lỗi ngài Clinton, tôi phải xuống ngay nhà máy, không bọn công nhân nó sẽ làm loạn bây giờ. Xin hẹn gặp ngài hôm khác ta bàn tiếp vậy. Clinton giơ tay cản lại. Hãy khoan đã ngài Yoshika, ngài đừng nóng nảy, tôi xin góp ý với ngài đôi chút. Tôi biết vấn đề này phải giải quyết có kế hoạch thì mới ổn. Vội vàng không được đâu. Yoshika vẻ nghi ngờ hỏi. Vậy theo ý ngài tôi phải làm gì với bọn công nhân bất trị ấy? Clinton thỏ ngay ngón út vào ngoáy lỗ mũi, rồi bằng một giọng cấp trên, hắn hỏi Yoshika. Trước hết, hãy cho tôi biết số lượng công nhân trong nhà máy của ngài. Dạ gần 3.000 người. Trong đó có bao nhiêu nữ? Khoảng 500 nữ, còn lại là nam tất tuổi trung bình từ 18 đến 40. Bao nhiêu người chưa có gia đình? Khoảng một nửa. Thành phần dân tộc: 50% Hoa kiều, 20% Việt kiều, còn 30% người bản xứ. Những cán bộ kỹ thuật của ông hầu hết là người Nhật Bản. Những đốc công phần lớn là người Hoa và một vài người Việt và Phi. Thôi rõ rồi. Clinton gật gù. Hắn lấy tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi phán: "Bây giờ trước hết, ngài phải tăng lương cho bọn đốc công cai thầu để tạo cho xung quanh mình có một vành đai cận vệ trung thành. Tiếp tới, ngài phải tổ chức ra một nghiệp đoàn công nhân, chọn những người đáng tin cậy cho làm lãnh đạo, phân biệt đối xử đối với các tầng lớp, các dân tộc khác nhau. Như vậy sẽ khơi sâu mối hận thù để chia rẽ họ. Họ chỉ còn lo cắn xé nhau suốt ngày thì còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện đấu tranh với ông chủ." Mặt khác, ngài cũng phải làm ra vẻ chăm nom săn sóc đến đời sống công nhân như lập phòng phát thuốc cho người ốm, trợ cấp cho gia đình công nhân nghèo, vân vân. Nếu ngài thực hiện được đúng như vậy thì tôi tin rằng sau này ngài chẳng cần bắt họ làm thêm giờ, họ cũng tự nguyện làm cho ngài do chính nghiệp đoàn vận động và ngài khỏi lo có chuyện họ phá máy móc nữa. Và ngài lúc bấy giờ sẽ có nhiều thì giờ rảnh rang để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà cơ quan CIA đã tin cậy giao cho ngài. Yoshika mắt sáng lên, hắn nhìn Clinton thán phục. Xin thành thực cảm ơn ngài trung tá Clinton. Không có ngài hôm nay, chắc rằng tôi sẽ phạm phải sai lầm rồi. Cầu chúa ban phước lành cho ngài. Nói xong, Yoshika rót rượu mạnh ra cốc mời. Xin mời ngài. Những ý kiến của ngài thật quý giá, ngàn vàng còn chưa đáng. Clinton nghiêm nghị. Thiếu tá, tôi chờ một lời hứa hẹn của ngài. Yoshika với vẻ mặt trịnh trọng. Xin hứa với trung tá phái viên, tôi, Yoshika, sẽ quyết tâm thực hiện những điều mà cấp trên đã chỉ thị. Tôi sẽ cố gắng hoàn tất nhiệm vụ. Clinton đứng dậy, chia tay bắt và nói. Tôi tin tưởng và hy vọng chúc thiếu tá thành công tốt đẹp. Tạm biệt. Yoshika cúi đầu chào. Thành thật cám ơn ngài. Tạm biệt. Yoshika tiễn chân Clinton xuống hết bậc thang rồi hắn quay lên nhà sửa soạn một vài thứ đoạn hắn gọi tài xế chuẩn bị xe để xuống nhà máy giải quyết công việc hắn vận viên quản lý nếu cô sakura có đến thì bảo cô ngồi chờ tôi cần gặp có việc rất quan trọng viên quản lý cúi đầu vâng dạ lã cố chân không sao nhắm mắt nổi từ lúc quán kinh hoa trốn thoát gã hậm hực tự trách mình quá ngu xuẩn đến nỗi miếng thịt béo đắc cầm ở trong tay mà lại để rơi mất không những thế, con điều làm gã đau đớn hơn là tấm bản đồ bí mật mà gã giấu sau bức chân dung cũng bị anh chàng lão ca ấy tước mất. Gã không dám hé răng ra nói cho đồng bọn biết chuyện này, ngay cả với chủ nhân Hoàng Tứ Khả. Gã đã giấu giếm bí mật tấm bản đồ kỳ dị ấy. Xem chừng, gã có ý đồ gì mờ ám uẩn khúc ở trong mà chỉ riêng gã biết. Lã cố chân cũng không phải là một tay khờ dại gì. Từ ngày bắt tay cộng tác với Hoàng, tên trùm găng tơ nổi tiếng ngoài những món hàng hành động chung với công ty lã vẫn có những mưu đồ cá nhân để chuẩn bị điều kiện cho mình một địa bàn hoạt động độc lập gã đã tiến hành một cách bí mật riêng gã và một người thứ hai rất trung thành được biết mà thôi theo quy định của công ty thì tất cả những hoạt động của nhân viên đều phải chịu kiểm soát của một ban đặc biệt do hoàng tứ khải trực tiếp chỉ huy tất cả những mưu đồ hành động riêng lẻ đều bị coi như phản bội và sẽ bị trừng trị nghiêm khắc vì khi gia nhập công ty này, mọi người đã có lời thề, phải tuyệt đối trung thành với công ty, không được tính toán đến lợi ích cá nhân, phải hành động có tổ chức, nếu không sẽ bị xử tử như những tên phản bội. Đối với Lã, lời thề đó chẳng qua như một sợi chỉ mỏng manh, ràng buộc Lã với Hoàng mà thôi. Vì đứng về mặt bản lĩnh mà nói, thì gã có thể là một cánh tay phải của Hoàng, một người tham mưu hoặc là phó đảng, cho nên mưu đồ của gã không phải là ngẫu nhiên vậy thì gã có mưu đồ gì đây tấm bản đồ bị mất ở sau bức chân dung chỉ ra cái gì tại sao gã không cất giấu vào một nơi cẩn thận hơn ta cũng nên biết rằng tại nhà riêng của lã có một chiếc tủ đặc biệt để cất giấu tài liệu mật giống như tủ của hoàng vậy thì phải có lý do chứ đúng để tỏ rằng mình rất trung thành với hoàng tứ khả lã đã giao cho hoàng một chiếc chìa khóa riêng nếu cần thì hoàng có thể đến nhà lã tự do mở tủ như ở nhà mình vậy thêm nữa Lã còn có ý ngăn ngừa sự tò mò của bọn tay chân Vì những thứ càng quan trọng bao nhiêu Thì lại càng bị người ta chú ý bấy nhiêu Bởi thế Lã đã cất tấm bản đồ bí mật vào sau bức chân dung Nơi mà không ai có thể ngờ đến Nhất là nơi đó Đôi khi dùng để giam giữ những khách hàng lịch sự Thế nhưng lần này Lã cố chân Đã mắc phải sai lầm Tai hại vì quá chủ quan Bị khích động quá đột ngột Gã thấy người mỏi như, Thiếu ngủ mà không sao ngủ được tấm bản đồ quý giá ấy cứ ám ảnh gã. Làm thế nào để lấy lại được bây giờ? Lại tổ chức bắt cóc quán kinh hoa lần nữa chăng? Không thể tái diễn cái trò ấy được nữa rồi. Con chim đã sổ lồng bay bổng. Anh chàng kinh doanh trẻ tuổi ấy là hạng người thế nào? Một nhà buôn thuần túy hay một nhà hoạt động bí mật? Còn tấm bản đồ, hắn chiếm của ta để làm gì? Không, không thể khoanh tay mà nhìn những bất hạnh đến với mình, phải đòi lại bằng được bất kỳ giá nào tài sản của ta, xương máu của ta là ở đấy. Lã cố chân, cố nhắm mắt tĩnh dưỡng. Những hình ảnh của một thời quá khứ cứ hiện lên như một cuốn phim thời sự. Ngày ấy, phía tây nam thành phố Singapore có một ngôi nhà đồ sộ dựng trên khu đất số 420. Trong những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, ngôi nhà này do một viên sĩ quan Nhật tên là Masutani ở. Lão là một sĩ cư thầu khoán nhà binh lão chịu trách nhiệm thiết kế xây dựng sân bay cho quân đội Nhật Hoàng ở khu vực này. Nhân dân quanh vùng thường quen gọi ngôi nhà này là nhà quan hai thẩu khoán. Matsutani có một người vợ Trung Hoa. Lão lấy mụ từ năm chiếm đóng Thượng Hải và đem vợ sang Singapore làm việc. Không rõ hồi còn ở Nhật, lão đã có vợ con chưa, nhưng từ khi đi viễn trinh, lấy vợ, lão không có con đẻ mà chỉ nuôi một đứa con trai người Trung Hoa. Thằng nhỏ rất kháu khỉnh, Masutani còn có một người bạn thân là kỹ sư Cao Tường Điệp, người Philippines. Trong thời gian làm sân bay ở Singapore, Cao Tường Điệp đã cộng tác chặt chẽ với Masutani tiến hành công việc mộ phu xây dựng sân bay. Đại chiến thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Quân đội của Nhật Hoàng ở khắp Đông Nam Á đều bị giải giáp hồi hương. Masutani cũng nằm trong diện này. Lão rất chán nản buồn giàu, thu xếp cuốn gói lên đường, lão không thể đem theo vợ về Nhật được mà chỉ mang theo đứa con nuôi. Lão đã để lại cho mụ vợ ngôi nhà và cả gia tài, gồm cả chiếc xe du lịch của lão thường dùng. Sau khi lão đi khỏi, thì mụ vợ cũng đem bán tất cả đồ đạc lẫn chiếc xe lấy một số tiền lớn, rồi mụ bỏ căn nhà, rời khỏi thành phố Singapore này, đi đâu ở đâu không ai rõ. Chính phủ Singapore đã tịch thu ngôi nhà ấy và đặt ở đây một bệnh viện chữa mắt. Ba năm sau, có một bác sĩ trẻ tuổi được cử đến làm việc tại bệnh viện này, tên là Cao Hồng Phấn. Bác sĩ Cao Hồng Phấn về làm việc chẳng được bao lâu thì bị chết một cách đột ngột ở ngay phòng làm việc vì cảm bất thường. Cái chết của Cao Hồng Phấn thật là kỳ lạ. Theo các nhân viên ở bệnh viện cho biết thì sau giờ làm việc buổi sáng, vì trời nóng bức, bác sĩ vào phòng tắm tắm rửa xong, về phòng làm việc ngồi nghỉ thì bị cảm, lên cơn sốt rồi chết ngay người ta phái cử y sĩ lý ngọ tạm thời lên thay bác sĩ trông nom bệnh viện được ít ngày sau y sĩ lý ngọ cũng lại bị mất tích cái chết của bác sĩ cao hồng phấn và sự mất tích của y sĩ lý ngọ có liên quan gì với nhau không về phần này các nhà chức trách địa phương cũng đang đặt vấn đề điều tra nghiên cứu nhưng sự việc vẫn chìm dần vào bóng tối nhưng lã chân thì biết rõ sự việc như đếm trên đầu ngón tay vì chính y sĩ lý ngọ với lã cố chân chỉ là một chính y lại là em ruột của vợ hai matsutani sau khi ám hại cao hồng phấn con trai của kỹ sư cao tường điệp để chiếm đoạt tấm bản đồ bí mật của matsutani lã cố chân hy vọng sẽ tìm thấy một kho tàng quý báu của tên sĩ quan nhật để lại lã cố chân đã mất rất nhiều công sức để dò tìm một nơi cất giấu nhưng vì trình độ thông hiểu của gã chỉ có hạn nên những đường ngang nét dọc trên tấm bản đồ kia đối với gã chỉ là những con toán hóc búa mà một tên học trò rốt nát không thể làm nổi. Vì vậy, gã đành tạm thời cất giấu để chờ đợi thời cơ. Nhưng dường như oan hồn của Cao Hồng Phấn luôn luôn ám ảnh gã, đem lại cho gã những chuyện không may. Tấm bản đồ đã bị tước đoạt mất rồi. Lã cố chân rất hối tiếc. Cái kho tàng vô giá của Matsutani sẽ vĩnh viễn. Vẫy chào lòng tham lam tàn ác của gã. Gã đau xót và hờn căm. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng vạn vật sắp đón chào bình minh tươi sáng nhưng lã cố chân vẫn không hề nhắm mắt gã thấy sắp phải đón chờ những ngày tối tăm đầy tuyệt vọng cách quảng trường rayfelit không xa có một tiệm giải khát mang tên nasihana tiệm mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya khách khứa ra vào tấp nập ở đây không những hấp dẫn du khách bằng món kem hạnh nhân nhật bản mà còn lôi cuốn mọi người vì những cô gái phục vụ trẻ đẹp đưa từ nhật sang các cô gái duyên dáng và biết chiều khách. Thêm nữa, có những chỗ ngồi chạy dọc hành lang với những chiếc phô tơi bằng mây êm ái, khiến cho khách cảm thấy rất thoải mái khi ngồi đây thưởng thức cốc kem hay ly rượu sake đặc biệt. Nhạc đĩa mở suốt ngày, toàn những bài ca êm ái du dương như Đêm Trung Hoa, Hà Nhật Quân Tái Lai, Hoa Bắc Kinh, vân vân. Khi nghe, người ta hoài cảm đến một thời oanh liệt của quân đội Nhật Hoàng đã từng lê gót viễn trinh khắp vùng Đông Nam Á. Chủ nhân bà Suguri là một quá phụ Nhật Bản, chị ruột của anh em Yoshika và Yoshida, chủ nhà máy chế biến cao su. Suguri có một gương mặt dịu dàng và đôi mắt tối âm thầm. Người phụ nữ Nhật này đã từng chịu đựng quá nhiều đau khổ chăng? Ngọc Mùi dẫn Bảo Trung tới đây từ chập tối. Hai người ngồi khuất ở trong gần lối cửa vào phòng tiếp khách của chủ nhân. Bảo Trung đưa mắt quan sát xung quanh. Khách tới đây đủ mọi thành phần giai cấp dân tộc khác nhau nhưng phần lớn là Hoa Kiều và Nhật Kiều làm việc ở các nhà máy. Bảo Trung thầm nghĩ, thật là một địa điểm giao lưu rất thuận tiện. Anh chú ý đến hai người khách ngồi bàn gần đấy đang tranh luận với nhau một vấn đề gì đó rất sôi nổi bằng tiếng Nhật. Ngọc Mùi thông thạo tiếng Nhật nên à giải thích. Hai tay này là kỹ sư làm việc ở nhà máy chế biến cao su. Họ tranh luận gì vậy? Họ nói chuyện tình hình công nhân ở nhà máy của họ. Hình như có cuộc đình công gì đó để phản đối ông chủ bắt làm thêm giờ viên kỹ sư trẻ thì bênh vực đám công nhân còn viên nhiều tuổi thì bênh vực chủ nhà máy họ đang tranh luận với nhau về những biện pháp mà chủ nhân thực hiện bảo trung thầm nghĩ ở đâu cũng vậy có bóc lột là có đấu tranh và giai cấp công nhân bao giờ cũng là người đi đầu trong những cuộc chiến đấu song anh nói với ngọc mùi các ngài công nhận là hay yêu sách lắm chuyện lắm ngọc mùi phụ họa đình công để mà đói nhăn răng ra với nhau à? Giữa lúc ấy, từ trong phòng khách của chủ nhân có tiếng chân bước, tấm màn trúc dao động, một người đàn ông đứng tuổi bước ra, theo sau là một thiếu nữ Nhật Bản. Bảo Trung liếc mắt nhìn, sắc đẹp của thiếu nữ thật là lộng lẫy. <laughs> sắc đẹp của thiếu nữ thật là lộng lẫy. Cô ta ăn mặc theo lối tân trang, chiếc giết xe rê màu nước biển, áo sơ mi trắng, bông vai, cắt bó sát thân hình, nở nang cân đối cô tiễn chân người đàn ông ra khỏi phòng vài bước rồi nói cậu cứ yên tâm cháu sẽ gắng hoàn tất nhiệm vụ đúng thời hạn cậu yoshida ạ à? yoshida đặt tay lên vai cô gái sakura cậu rất tin tưởng ở cháu chúc cháu thành công tạm biệt cháu cậu yoshida bận không lại thăm cháu được nên cậu đến thay cháu hiểu rồi chứ dạ cháu hiểu yoshida bước ra khỏi tiệm sakura định quay vào nhưng cô chợt nhìn thấy ngọc mùi ngồi gần đấy cô chăm chú nhìn vẻ sửng sốt ngọc mùi cũng đã nhận ra sakura à ngạc nhiên đứng dậy và khẽ reo sakura đấy ư sao bạn lại ở đây sakura cũng vui mừng bước tới nắm lấy tay ngọc mùi ồ ngọc mùi cô đến đây hồi nào đây là nhà mình bà suguri là mẹ mình đấy ngọc mùi kéo sakura ngồi xuống rồi giới thiệu đây là quán kinh hoa chồng mình còn đây là sakura bạn học của em bảo trung niềm nở giơ tay rất hân hạnh được làm quen với cô bảo trung nói tiếng trung quốc ngọc mai phải phiên dịch lại cho sakura nghe bảo trung chăm chú nhìn sakura cô ta có khuôn mặt trái xoan da trắng mịn màng đôi mắt bổ câu đen lánh và cặp môi rất tươi khi cười có sức quyến rũ lạ lùng sakura hỏi ngọc mùi bạn lập gia đình từ bao giờ ngọc mùi vui vẻ cười chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật ở đây Sakura vẻ thành thật. Chúc mừng hai bạn nhiều hạnh phúc. Sakura liếc mắt nhìn Bảo Trung, thoáng có một nhận xét và đánh giá về anh. Sakura hỏi Ngọc Mùi. Quê anh ấy ở đâu? Ở Đài Bắc. Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cô ta nói chuyện diêu dít với Ngọc Mùi, thỉnh thoảng liếc nhìn Bảo Trung với đôi mắt đầy thiện cảm. Một lúc sau, Sakura đứng dậy cáo lỗi. Xin lỗi hai bạn, mình phải vào để giúp mẹ mình chút việc hẹn gặp nhau lúc khác nhé. Mười hai bạn luôn đến đây thăm mình. Ngọc Mùi cũng lịch sự trả lời. Bọn mình sẽ đến luôn thăm bạn, người đẹp phủ Tang ạ. À? Bảo Trung cũng nắm chặt tay Sakura. Xin hẹn cô dịp khác, tạm biệt. Sau khi Sakura lui vào rồi, Ngọc Mùi nói nhỏ với Bảo Trung. Điệp viên xuất sắc của Nhật đấy, người Sokayo. Hắn học cùng lớp với tôi ở Đông Kinh, đúng như mình dự đoán. Bảo Trung tiếp lời. Như vậy có nghĩa là ở đây là nơi thu nhặt tình báo của Nhật. Sakura sang đây hẳn là phải có mục đích gì to tát. Ngọc Mùi gật đầu. Hắn đang đề nghị tôi hợp tác để tiến hành một công việc mà theo hắn nói chỉ là để tìm kiếm một người bị mất tích. Khi tôi hỏi cô ta sang đây tiến hành công việc gì? Ngọc Mùi có nhận lời không? Tôi trả lời là chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật nên cần được nghỉ ngơi. Hắn cứ nài nỉ. Bảo Trung bảo Ngọc Mùi ta nên tránh xa nơi này thì hơn biết đâu bọn chúng chẳng đánh hơi thấy gì ở ta và biết đâu sakura chẳng có nhiệm vụ sang tìm kiếm tấm bản đồ bí mật ngọc mùi cũng tán thành ý kiến của anh anh nhận xét rất đúng xem chừng họ đang chú ý tìm kiếm một người nào đó và cũng có thể liên quan đến tấm bản đồ bí mật của viên kỹ sư nhật nói xong ngọc mùi gọi cô phục vụ đến thanh toán rồi kéo tay bảo trung ra về và đúng như dự đoán của bảo trung khi anh và Ngọc Mùi vừa bước ra khỏi tiệm, Sakura từ một góc phòng trên lầu đang gọi điện sang căn nhà đối diện cho một người đàn ông ngồi thường trực. Bằng một giọng trong trẻo nhưng đầy quyền lực, Sakura hạ lệnh. "Hirata, anh có nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ vừa đi ra không? Ừ, cứ người bám sát xem họ ở đâu rồi báo cáo cho tôi ngay, rõ chưa?" Từ đầu dây bên kia, Hirata ngoan ngoãn vâng lời. Những người bạn mới rời tiệm ngọc mùi cùng bảo trung vội vã về chỗ ở đánh điện về hà nội báo cáo với đại tá obi về tình hình tiến triển công tác bảo trung nhận được lệnh của obi phải gấp rút di chuyển chỗ ở để bảo vệ an toàn lão cũng rất quan tâm đến sức khỏe của anh nên đã gửi kèm theo một biêu phẩm gồm một số thuốc bổ mua từ pháp sang đặc biệt có thêm một lọ thuốc an thần kèm theo một lá đơn của bác sĩ x dặn riêng anh cách sử dụng bảo trung hết sức mừng rỡ khi nhận được những thứ trên, nhất là lá đơn của bác sĩ X. Trong lá đơn nhìn bề ngoài thì chỉ thấy ghi cách thức sử dụng thuốc cho hợp lệ, nhưng anh không khỏi sung sướng sau khi biết rằng đó là một bản mật mã ghi chỉ thị của cơ sở. Chờ khi Ngọc Mùi vắng nhà, Bảo Trung nhúng tờ giấy vào thuốc khóa học và lần dịch những hàng chữ mật. Bảo Trung hồi hộp ghi nhớ tất cả những điều căn dặn ở trong giấy, anh thầm nghĩ, lúc nào tổ chức cũng quan tâm theo sát ta để giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Thật là kỳ diệu, người của chúng ta ở đâu cũng có. Bảo Trung thấy lòng phấn khởi, anh rất tin tưởng vào thắng lợi vì anh sẽ không phải đơn độc trong cuộc chiến đấu gai go phức tạp này. Bên cạnh anh, không những có các đồng chí của ta mà còn có các đồng chí của bạn ta nữa. Anh chuẩn bị tinh thần để tìm bắt liên lạc. Anh bàn với Ngọc Mùi, hai người quyết định tìm chỗ ở mới. Việc đó không khó khăn gì lắm, vì Ngọc Mùi đã từng quen thuộc rất nhiều ở đây nên chỉ ngày hôm sau hai người đã tìm được một nơi vừa ý. Ngay tức khắc, hai người lặng lẽ rời khỏi khách sạn một cách bí mật mặc dù tiền thuê phòng đã được trả trước một tuần. Sự việc đó làm sửng sốt một người khách mới đến thuê căn phòng đối diện từ hôm qua. Gã đã phí công toi theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ mà chẳng được tích sự gì. Gã hậm hực và cũng rút lui một cách lặng lẽ. Gã là ai? Theo dõi Bảo Trung Bà Ngọc Mùi để làm gì? Không rõ, nhưng chắc chắn có nhiều việc liên quan đến hai người, vì gã là một Nhật Kiều, người của Sakura. Sau một thời gian ở Singapore, Bảo Trung đã tích cực học thêm được một số ngôn ngữ phổ thông bằng tiếng Trung Hoa. Anh có thể nói chuyện thường thức hàng ngày với Ngọc Mùi mà không hề sai văn phạm. Khiếu thông minh kỳ lạ của anh khiến Ngọc Mùi vô cùng thán phục, à phải khen. Bảo Trung, cứ cái đà này thì chỉ ít ngày nữa là tôi hết vốn dạy anh mất thôi chị quá khen sợ rằng giọng nói của tôi còn ngọng như trẻ con chăng không anh nói rất sõi không ai có thể ngờ rằng anh là người việt đâu bảo trung khiêm tốn chị cần phải uốn nắn kỹ cho tôi cách đặt câu nếu nhầm thì có thể bị lộ tẩy đấy ngọc mùi thành thực nói thú thật là tôi rất hài lòng có người học trò thông minh như anh anh có thể ra ngoài tiếp xúc với người hoa ở đây được rồi đấy Bảo Trung mừng thầm, anh tỏ ý khích lệ Ngọc Mùi. Thế là trong chuyến đi này, tôi biết thêm được một thứ tiếng nữa, đó là công của chị. Tôi thành thực cảm ơn. Vậy á, anh chóng biết thì công việc của chúng ta càng dễ dàng. Không biết rằng thời gian còn kéo dài đến bao giờ nữa. Cái nút đang cởi đến đây thì bị tắc lại rồi. Bảo Trung thăm dò. Sao bữa trước chị nói rằng đã nắm được trong tay rồi kia mà? Đã nắm được rồi, nhưng luôn mấy lần sau tôi đến tìm Hắn đều đi vắng Gia nhân bảo hắn có việc phải đi xa chưa về Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đây mà chờ hắn sao Không Chúng ta sẽ không chờ Nhưng trước khi hành động Chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ xem đã Bảo Trung bóp chán suy nghĩ Anh thấy rằng trong hoàn cảnh này Phải hết sức linh hoạt Thì mới mau có kết quả Cần phải giành lấy thế chủ động Hiện nay Ngọc Mùi chưa có một phương sách gì Ngoài sự trông cậy và một tên tướng cao bồi anh bèn bản với ả. À. Ngọc Mùi này, tôi có ý định như sau. Một là phải báo cáo với đại tá những khó khăn của chúng ta để ngài cử thêm người sang giúp sức. Hai là tôi sẽ xông xáo vào những nơi cần thiết để khai thác thêm tài liệu mới. Qua vậy mới hy vọng mau chóng được. Sau một lúc suy nghĩ, Ngọc Mùi thỏa thuận. Bảo Trung, ý kiến của anh rất đúng. Chính mấy bữa nay tôi thấy sốt ruột quá vì chưa có biện pháp gì để giải quyết công việc của chúng ta hiện nay đang bị thời gian thôi thúc không thể nằm lì ở đây như thời kỳ tôi thường trú ở hồng kông được phải hoạt động tích cực hơn anh có thể phải giúp đỡ tôi xông xáo một vài nơi nhưng tôi mong anh lưu ý nếu có ra ngoài thì phải cải trang cẩn thận đấy ở đây chúng ta với danh nghĩa là những người trung hoa đi lánh nạn bà chủ nhà này có con gái là bạn thân của tôi hiện lấy chồng ở hồng kông vì vậy đối với tôi bà cụ rất quý mến chúng ta có thể tin cậy được tuy vậy vẫn cứ phải cảnh giác với những con mắt xung quanh. Tóm lại, anh nên thận trọng, đừng để chạm chán với tụi găng tơ lần nữa. Bảo Trung gật đầu. Rất đồng ý với chị. Tôi sẽ hết sức xe chừng, chị cứ yên tâm. Tôi đoán rằng bọn tay chân của tên Hoàng đang tìm kiếm chúng ta để chiếm lại tấm bản đồ đã mất. Nhưng bọn chúng đừng hòng. Đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Tôi dự kiến một kế hoạch thế này nhé. Chị thử xem có được không? bảo trung trình bày một số biện pháp và kế hoạch hành động với ả à. ngọc mùi vô cùng sửng sốt với kế hoạch vô cùng táo bạo của anh cuối cùng ả à khâm phục bảo trung anh thật là một con người trí dũng song toàn tôi thành thực mến phục anh bây giờ xin nhường lại tất cả cho anh động thủ còn tôi tôi sẽ là người phụ tá cho anh chỉ tiếc rằng ả à ngập ngừng đối với tôi anh quá khô khan trong vấn đề sinh hoạt chị đừng hiểu lầm tôi và cũng không nên trách tôi nữa. Tôi không phải là một thằng ngốc với phụ nữ, nhưng lạy Chúa, tôi đã có lời nguyền. Phải giữ lấy sự cao quý nhất trong lương tâm, không để bị hoen ố. Đó là lòng trung thủy của con người. Ngọc mùi buồn dầu mai mỉa. Vâng, trung thủy. Ôi cao quý thay. Nhưng anh trung thủy với người ta, mà chắc gì người ta đã trung thủy với anh. Anh có thể bị thiệt thòi đấy, bảo Trung ạ. À. Cái đó còn tùy ở Chúa. Chúa với trời, Tất cả đều chỉ là giả dối, không thực tế. Trời đã về chiều. Trên đường ra ngoại ô phía nam thành phố, có một em gái chạc 10 tuổi quần áo lam lũ, hai tay ôm một bó củi cành khệ nệ. Trời hơi lạnh, em chỉ mặc một tấm áo mỏng manh nhiều mụn vá. Mái tóc cắt ngắn kiểu trung hoa phất phơ bay cuốn ngang tay để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng với đôi mắt đen lái rất đáng thương. Em dừng lại trước một biệt thự, Tựa lưng vào bức tường rào, mệt mỏi ngửa mặt lên trời thở. Một tia vui mừng hiện lên ánh mắt trên đầu em, giữa những cành cây rậm rạp có một nhánh cây khô. Chỉ cần trèo lên bức tường, bám vào chấn song sắt là em có thể thò tay bẻ gãy cành khô ấy, thêm một thanh củi đem về. Thế là em thực hiện ngay ý nghĩ ấy. Tiếng cành khô gãy rắc, em gái vui mừng nhảy xuống, gài nhánh củi vào bó toan bước đi thì một tiếng quát làm em giật mình. "Con bé kia, hãy đứng lại!" từ trong biệt thự. Một thằng bé chạc 15 tuổi ăn mặc lòe loẹt khệnh khạng đi ra, tay cầm xích, dắt một con chó lai vừa trợn mắt quát tiếp. Ai cho mày trèo lên tường nhà tao? Nhìn con chó dữ tợn và bộ mặt hung ác của thằng công tử, em gái sợ hãi tái mặt, em ấp úng. Tôi chỉ lấy cành củi khô về đun thôi mà. Thằng công tử sấn sổ bước đến. Ai cho phép mày lấy củi ở đây? Muốn sống thì đem nộp tất cả cho tao. Em gái run rẩy ôm chặt bó củi vào người kêu van. Không, củi này tôi đi kiếm, nhà tôi hết củi rồi, anh đừng lấy của tôi. Thằng bé được thể cười độc ác. Không à, ta bảo nộp thì phải nộp, không thì đừng trách. Nói xong, hắn vắt chó bước lại gần. Con chó hình như biết ý chủ, nha răng căng xích hầm hè. Sợ quá, em gái kêu rú lên và ôm bó củi quay đầu chạy. Thằng công tử nổi nóng và tức giận, hắn bảo con chó. Tu ti, Mày cắn què chân nó cho tao Rồi hắn buông tay xích cho con chó đuổi theo Con chó rít lên một tiếng Rồi nhảy bổ về phía em gái Em gái sợ cuống cuồng bấp ngã sóng xoài Văng bó củi sang một bên khóc thét lên Con chó trồm lên Nha răng ngoạm vào cẳng chân khẳng khiu của em gái Giữa tiếng cười đắc chí của thằng công tử Bỗng con chó kêu quẳng một tiếng Một cái đá rất mạnh Giáng vào bụng con chó Làm nó phải nhả miếng mồi Và cúp ngay đuôi kêu ăn ẳng Chạy về phía chủ Tên công tử giận dữ, mặt nấy lửa, nhìn vào một người thanh niên vừa đá chó. Anh ta đang xé khăn buộc vết thương cho em gái. Nhìn bàn chân của em gái máu chảy đỏ thẫm chiếc khăn và đôi mắt nghiêm khắc của người thanh niên đang bế em gái bước lại gần. Tên công tử bỗng hốt hoảng dắt chó chạy vụt vào trong rồi vội vàng đóng sập cánh cổng lại. Người thanh niên đó là Bảo Trung, anh đang đi tìm liên lạc với người của ta. Bảo Trung cõng em bé quay trở lại, một tay anh nhặt bó củi rơi rồi hỏi em. Em có đau không? Em không đau lắm, chỉ sợ thôi. Không sợ, anh đã rắc thuốc vào rồi. Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về. Em gái thổn thức giơ tay chỉ. Nhà em ở phía này, ở khu lao động. Ba em làm gì? Làm công nhân bến tàu. Còn mẹ em, bán hàng rong, làm cháo quẩy. Anh sẽ đưa em về nhà. Liệu ba có ở nhà không? Ba em hiện nay ốm mấy hôm nay vẫn nghỉ ở nhà. Thế thì anh sẽ gặp ba em, tốt lắm. Bảo Trung cõng em bé đi quanh co vào xóm lao động. Một lúc sau anh dừng lại trước một căn nhà lá lụp sụp. Có tiếng ho húng hắng của một người nằm ở trong nhà. Trời đã nhá nhem tối. Một bà từ phía sau đi lên tay cầm ngọn đèn dầu. Tay bưng một bát cháo bước về phía giường. Má, má. Em gái cất tiếng gọi rồi la lên khóc bảo trung cõng em bước vào giữa con mắt kinh ngạc của hai vợ chồng bác công nhân bà mẹ thất sắc kêu lên trời ơi múi con làm sao thế này ông bố cũng gượng ngồi dậy nhìn ngơ ngác sao thế con bảo trung đặt em xuống chiếc giường tre rồi nói văn tắt sự việc cho vợ chồng bác công nhân nghe hai người nhìn anh cảm động cảm ơn chú không có chú hôm nay thì cháu múi chết mất hai bác cứ yên tâm Tôi đã băng thuốc cẩn thận cho cháu rồi, chỉ vài ngày là khỏi thôi. Biết lấy gì đền ơn chú bây giờ?" Người vợ băn khoăn nói tiếp, "Thật khổ quá, nhà tôi lại bị ốm mấy ngày nay, cũng may là nhờ có anh em làm cùng giúp đỡ thuốc men." Bảo Trung ngắt lời, "Hai bác đừng ngại, thấy cháu gặp nạn, tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ, nhất là người đồng hương với nhau." Giữa lúc ấy thì cánh cửa liếp hé mở, một người mái tóc đã đốm bạc tay cầm một cuốn sách bước vào nói: "Chú Phùng đã đỡ chưa?" Cháu mũi sao thế hả Thím? Và chợt nhìn thấy có người lạ, người ấy vội nhét cuốn sách vào túi, vẻ thoáng ngạc nhiên. Thấy người ấy vào, cả hai vợ chồng bác công nhân mừng rỡ. "Kìa bác Lý, chúng tôi đang mong bác, không có chú này hôm nay thì cháu mũi sẽ đến chết mất." Bác gái vừa chỉ vào Bảo Trung, vừa kể văn tắt chuyện xảy ra cho bác Lý nghe. Bác Lý nhìn Bảo Trung bằng con mắt đầy cảm tình. Cảm ơn chú Chú đi đâu qua đây mà lại gặp cháu vậy Dạ tôi xuống thăm một người quen Làm việc ở bến tàu Bác là cùng làm việc với bác Phùng ạ à? Bác Phùng trai đã tỉnh táo Sai vợ pha trà Rồi giới thiệu với Bảo Trung Đây là bác Lý Người Việt Kiều thầy dạy học của anh em chúng tôi Còn chú muốn tìm thăm ai ở bến Làm công nhân hay cai thầu sau vài giây quan sát và đắn đo, Bảo Trung quyết định nói rõ tên người mình cần gặp tôi xuống thăm bác lương cũng việt kiều có chút việc cần nhà nói đến bác lương cả bác lý cùng vợ chồng bác phùng đều có vẻ ngạc nhiên bác phùng hỏi tiếp có phải bác lương việt kiều làm tài công không dạ đúng ạ à. vậy thì chú đã gặp bác ấy chưa chỗ bác ấy với chúng tôi cùng là anh em cả không ngờ chúng ta lại là người quen với nhau cả thế chú gặp bác lương có việc gì thế dạ không chỉ xuống thăm vì lâu ngày thôi ạ à, và cũng chưa tìm được chỗ của bác ấy Bác phùng gái rốt sáng Vậy để tôi dẫn chú đi Nhà bác Lương cũng ở gần đây thôi Đến lúc này thì bác Lý vui vẻ Rút trong túi ra một cuốn sách đưa cho bác Phùng Tôi đem lại cho chú đọc cuốn sách này Bác Phùng trai mừng rỡ Đón lấy cuốn sách vội mở ra Bảo Trung thoáng nhìn thấy ở trang đầu Có in chân dung các mác Anh hồi hộp nhưng chấn tĩnh nói Rất may mắn được gặp các bác Mong bác gái dẫn tôi đến gặp bác Lương càng sớm càng tốt Bác Lý nhìn Bảo Trung như xét đoán rồi nói Thôi, thím phải ở nhà chăm sóc cho chú ấy Lát tôi về, tôi dẫn chú ấy qua nhà bác Lương một thể Chú hãy uống trà đi đã, vội gì Bảo Trung phấn khởi, anh thầm nghĩ Rất may mắn cho mình Có lẽ đây toàn là những hạt nhân tốt Mà cơ sở đã giới thiệu cho mình liên lạc Tuy vậy, anh vẫn cảnh giác đề phòng những bất chắc xảy ra Uống trà xong Bác Lý căn dặn riêng bác Phùng Rồi cùng Bảo Trung đi ra Bác Phùng gái bỗng hỏi Bảo Trung À chú cho biết tên để cháu muối nó nhớ Bảo Trung bước đến gần em gái Xoa đầu em và nói Tên chú là chú Nam Chú chúc cháu chóng khỏe nhé Cảm ơn chú Em muối chiều mến nhìn anh Thỉnh thoảng chú Nam lại chơi nhà cháu nhé Ừ chú sẽ đến luôn Bảo Trung cùng bác Lý Tìm đến nhà bác Lương Một người tài công Việt Kiều đứng tuổi sau khi trao đổi mật hiệu xong, họ liền nhận ra nhau là những người đồng chí. Bảo Trung đã tìm thấy những người bạn mới trên xứ sở xa lạ và đầy nguy hiểm. Anh phấn khởi vô cùng. Người đẹp trong biệt thự Một buổi sớm, thành phố hãy còn chìm trong làn sương mù dày đặc. Đã thấy hai người thợ điện khoác những cuộn dây từ phía ngoại ô đi vào. Một người trung niên cao lớn và một thanh niên khỏe mạnh. Họ dừng bước bên cạnh một biệt thự có cây cối um tùm Hai người đi vòng quanh khu nhà một lần xem xét. Hình như họ có nhiệm vụ kiểm tra đường dây dẫn điện vào biệt thự này. Trong căn nhà lớn trên tầng 2, ánh đèn ngủ lờ mờ xanh lọt qua khung cửa sổ. Gia chủ hãy còn triển miên trong giấc ngủ đầu mùa đông. Người trẻ tuổi thì thầm với người trung niên mấy câu, rồi tức khắc, người ấy đến trước một cột điện, nhanh nhẹn trèo lên, cắt một sợi dây chỉ. Tất cả ánh sáng trong nhà đều vụt tắt. Xong xuôi, người thanh niên tụt xuống rất nhanh, rồi hai người cùng bước lên giữa phố vào một quán điểm tâm. Chừng nửa giờ sau, một người làm bếp trong biệt thự hối hả mở cửa, dắt xe đạp đi ra. Mừng rỡ khi gặp hai người thợ điện đi ngược lại, anh ta liền gọi. "Này hai bác, vào xem giúp điện trong nhà tôi một chút, may quá. Tôi định chạy lên sở máy điện gọi thợ. Ông chủ tôi trở dậy mà không có nước nóng rửa mặt thì rất phiền." Hai người thợ điện vui vẻ mang dụng cụ bước vào, trên gác hai đã thấy có tiếng nhau nhéo gọi người hầu. Người bếp nói với vẻ mặt lo lắng. Cô hai đã dậy rồi, bếp điện tắt ngấm cả, làm thế nào bây giờ? Người thợ trung niên mỉm cười nói. Thì bác nấu tạm bằng củi vậy, phải chữa lâu đấy. Sau khi chỉ cho hai người thợ chỗ để công tơ, người bếp tất cả chạy xuống bếp. Hai người thợ điện bấm nhau mỉm cười, rồi tự do lần theo những đường dây điện đi quanh khắp những căn phòng tầng dưới trên nhà có tiếng cầu nhau của một người ngoại quốc và tiếng thọ thẻ của phụ nữ hai người thợ điện bảo nhau cùng leo lên lầu ai đấy tiếng một thiếu phụ trung hoa hỏi chúng tôi lên chữa điện à tốt lắm mời hai ông cứ lên không hiểu sao tự nhiên nhà chúng tôi mất điện xin bà chỉ dẫn cho những nơi mắc đèn người trẻ tuổi nói và kịp chú ý đến người thiếu phụ bà ta mặc một bộ quần áo ngủ lộng lẫy bằng thứ hàng đắt tiền và không khỏi ngạc nhiên vì sắc đẹp của thiếu phụ. Một thân hình nở nang gợi cảm, một khuôn mặt trái xoan cân đối với những đường nét tuyệt trần, nhất là đôi mắt đầy sức quyến rũ. Hương thơm xa xỉ toát lên sặc sụa cả căn phòng. Thiếu phụ chỉ dẫn quanh những căn buồng cho hai người, từ một chiếc gương hồng công trong buồng ngủ Có tiếng nói của một người ngoại quốc. Có chuyện gì thế Nguyệt Cầm? À, họ đến chữa điện anh ạ. Khỉ thật sao lại hỏng điện sớm thế chẳng biết thiếu phụ trả lời bằng tiếng anh với hắn rồi quay ra giải thích với hai người ông chủ nhà đây là bác sĩ chuyên gia hoa kỳ các ông chữa cho cẩn thận thì sẽ được thưởng nhiều tiền đấy cảm ơn bà chúng tôi sẽ làm hết sức cẩn thận ạ liệu chữa có lâu không thiếu phụ hỏi người trẻ tuổi trả lời chóng thôi ạ à bà làm ơn cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ rồi ạ nhíu phụ giơ tay xem đồng hồ. 7 giờ đúng, cái đồng hồ của tôi mới bị hết dây. Vừa nói, người trẻ tuổi vừa đưa tay lên vặn lại kim đồng hồ và lên dây cót. Người nhiều tuổi bảo người trẻ tuổi: "Chú ở đây để anh kiểm tra lại đường dây xem sao nhé." Nói đoạn, người nhiều tuổi quay xuống, còn lại người thợ trẻ anh chăm chú nhìn những đường dây mắc trên trần, nhưng đồng thời quan sát rất kỹ những bài trí trong nhà. Từ chiếc tủ cho đến những bức tranh treo trên tường, chủ nhân cũng đã trở dậy, hắn xoay mói nhìn chằm chằm người thợ trẻ. Người thợ trẻ vội lấy tuốc nơ vít tháo một chiếc công tắc rồi loay hoay lắp lại. Anh vặn thử nút điện, đèn bỗng nhiên sáng trưng. "Ok, khá lắm." Chủ nhân bật lên tiếng khen và vui vẻ rút ngăn bàn lấy bao thuốc thơm chìa ra mời người thợ trẻ. "Cảm ơn ông chủ." Vừa lúc ấy, Người thợ nhiều tuổi cũng đã quay lên. Hai người vui vẻ nhận tiền công rồi chào chủ nhân cùng thiếu phụ ra về. Bằng con mắt cảnh giác, tên chủ nhìn theo hút hai người mãi tới khi khuất khỏi cổng biệt thự. Hắn mới hỏi thiếu phụ. Ai gọi bọn này đến thế hở em? Thằng bếp đấy mà. Lần sau, đừng để chúng sồng sọc lên đây nhé. Không, em gọi họ lên đấy chứ. Thế họ không lên, thì làm sao mà chữa được điện hở anh Fauter? Ừ nhỉ, xin lỗi em nhé anh rõ lẩn thận. Nói xong, Nguyệt cầm tiến lại gần Fauter, kề má phấn áp vào môi hắn. Fauter sung sướng ôm lấy ả, à, ghé răng cắn nhẹ vào má. Ôi, đau chết em mất. Để cho em nhớ, vì mai em phải đi Philippines rồi. Kệ anh, em không đi đâu. Ấy chết, ngài phái viên Robert Pao cần gặp em và lại phải đi công việc cho anh chứ. Không, em để cho Khánh Trân nó đi thay nhé em không muốn đi đâu cả. Fowler nhíu đôi mày suy nghĩ, rồi bỗng hắn vui vẻ nói. Ờ nhỉ, anh không nghĩ ra, để cho Khánh chân đi thay em cũng được. Cô ấy cũng có triển vọng sang Hoa Kỳ đấy. Vậy em bàn giao tỉ mỉ cho cô ta nghe. Tất nhiên rồi, thôi anh đi rửa mặt đi, còn ăn điểm tâm. Fowler đi vào buồng tắm, Nguyệt cầm trở lại phòng trang điểm, rồi lát sau, à quay điện nói chuyện với một người nào đó một lúc lâu. Buổi tối, khi Fowler đi vắng chưa về, trong biệt thự lại bị tắt điện lần nữa trên gác lúc ấy chỉ có hai người đàn bà và lần này thì nguyệt cầm vừa mới quay điện báo tin cho nhà đèn đã thấy người thợ trẻ ban sáng đến anh ta loay hoay tháo lắp một lúc ở trong phòng điện lại sáng như cũ và lần này thì anh ta không những không dám nhận tiền của nguyệt cầm mà còn xin lỗi là buổi sáng làm chưa được cẩn thận hai người đàn bà lại tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở khánh chân này Chị đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho cô đi thay chị chuyến này. Chắc cô hài lòng chứ. Cảm ơn chị, Nguyệt Cầm ạ. Em rất thú vị khi chị ngồi ý kiến này với em. Thành thật là em cũng rất muốn được sang Mỹ chơi ít lâu. Vậy thì cô sẽ được đoại nguyện. Chị đã giới thiệu kỹ cô với Ngài Robert Bao, cả anh Tơ nữa. Cũng đã điện cho lão chuẩn bị đón tiếp em. Chắc là gặp mặt em, lão ta sẽ rất vui mừng. Cô em trẻ đẹp của chị ạ. Khánh chân dạng dỡ nét mặt nhưng còn thắc mắc hỏi. Quả thật em chưa hình dung nổi cái lão phái viên ấy nó như thế nào. Có điển trai bằng phao tơ của chị không? Hay là lại lọm khọm như lão đại tá Kim Quân thì chán ngấy? Em ngại lắm. Ôi em khỏi phải lo chuyện ấy. Chị cam đoan với em là gặp hắn ta em sẽ phải rung động ngay. Một con người lịch sự và hào phóng chính tông Hoa Kỳ. Chị tin là em sẽ vừa ý ngay thôi. Chị không nói dối chứ. Em cảm ơn chị nhiều. Nguyệt cầm mỉm cười tế nhị nói Chúc cho cô em của chị Chóng kiếm được một tấm chồng danh giá Ôi có khi em còn hạnh phúc hơn chị đấy nhé Khánh chân đấm khẽ vào vai Nguyệt cầm nũng nịu Thôi chị hai Chị đừng đùa em nữa Em không thích đâu À thế em sẽ phải khởi hành vào lúc nào Sáng mai em đi thôi Anh Fowter đã lấy vé máy bay cho em rồi Mai đã đi à Vội nhỉ Thôi cô em đừng vòi vĩnh nữa Muốn đi ngày sớm quá lại còn chị đi guốc vào bụng cô rồi. Khánh Trần Nguyệt Cầm giận dỗi. "Ai cũng như chị ấy, suy bụng ta ra bụng người, chị tệ lắm." Nguyệt Cầm làm lành. "Thôi, chị đùa tí mà. Kia, hình như anh Fowler đã về, đúng rồi." Có tiếng còi ô tô dưới nhà, hai chị em vội sửa lại mái tóc cho nhau và cùng nhìn nhau cười ngây ngất. Họ là những người đẹp trong biệt thự của tên gián điệp đội lốt bác sĩ chuyên gia ở khu vực này. Ván bài quyết định. Đặt tấm ảnh lên mặt bàn, một người tóc đã đốm bạc hướng về phía người đàn ông mặt sạm nắng. Risando, anh hãy nhận mặt kỹ người này, xem anh đã gặp cô ta ở đâu chưa. Risando cầm tấm ảnh dơ lên ngang mặt rồi vui mừng reo. Thôi đúng nó rồi, nữ tài tử Lý Lệ Hoa. Và bằng con mắt ngạc nhiên gã hỏi. Thưa bác, bác tìm thấy ả à ở đâu vậy? Người có mái tóc đốm bạc mỉm cười. Có gì đáng ngạc nhiên, đó là công việc của chúng tôi, anh hãy nhớ rằng chúng tôi đã cứu anh khỏi bàn tay tàn bạo của Kim Quân cùng sự xảo trá của tên Brown, vì vậy, đã đến lúc anh cần phải giúp sức cho chúng tôi." Đoạn người ấy quay sang phía hai người ngồi bên cạnh nói tiếp. "Thế là chúng ta đã khẳng định rõ ràng sự việc rồi. Đồng chí Lương mở lại dây ghi âm nghe xem nào." Người cao lớn đứng dậy đến bên máy ghi âm ấn nút, cả bốn người lắng nghe những tiếng nói phát ra từ một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu. "Ok, khá lắm." Cảm ơn ông chủ. Tiếng máy rè rè một lúc. Ai gọi bọn này đến hả em? Thằng bếp đấy mà. Mọi người đều lắng nghe những lời đối thoại dành dọt bằng tiếng ăn lê. Đáng chú ý nhất là những câu sau. Ôi em đau chết mất. Để cho em nhớ. Vì mai em phải đi Philippines rồi. Kệ anh. Em không đi đâu. ấy chết. Ngài phái viên Robert Bao cần gặp em. Và lại phải đi công việc cho anh chứ. Không. Em để cho Khánh chân nó đi thay nhé em không muốn đi đâu cả nghe hết cuộn băng risando đã nói với mọi người khánh Trân, nữ thư ký của đại tá kim quân té ra cũng là người của bọn chúng ghê thật tôi có quen cô ta người có mái tóc điểm bạc nghiêm trang nói vì vậy chúng tôi cần anh nhận mặt cô ta giúp chúng tôi kinh vù ạ à, anh sẽ có khả năng làm lại cuộc đời anh sẽ góp phần với chúng tôi đoạt lấy những tài liệu mặt ấy risando cả quyết tôi xin đem hết khả năng để phục vụ chính nghĩa và sẽ quyết tâm tẩy rửa quãng đời ô nhục của tôi bác lý ạ à. các bác hãy tin tôi tôi thể không bao giờ phản bội các bác hãy trao nhiệm vụ cho tôi rất tốt chúng tôi sẽ coi anh như những người bạn nói xong đồng chí lý quay lại người trẻ tuổi anh đồng chí chụp khá lắm đồng chí nam ạ à. còn người cộng tác của đồng chí có đủ khả năng và đáng tin cậy không bảo trung đáp có thể tin cậy được cô ta có đủ khả năng làm nổi nhiệm vụ mà chúng ta sẽ ủy nhiệm. Vậy thì chúng ta sẽ mời cô ấy đến bàn bạc. Cũng xin báo tin để đồng chí biết, chúng tôi đã nhận được điện cảm ơn của những người yêu nước Mã Lai về tấm bản đồ đồng chí gửi tặng. Nó sẽ giúp cho họ dễ dàng tìm thấy một kho vũ khí vô cùng quý báu mà quân đội Nhật Hoàng đã cất giấu sau khi bại trận. Thành thực cảm ơn đồng chí. Chúng ta đã góp phần vào một nhiệm vụ cao cả. Chúng ta sẽ hợp đồng một ván bài quyết định với một bọn gián điệp đế quốc ở đây. Chúng tôi dự kiến như thế này. Các đồng chí góp thêm ý kiến rồi cùng bắt tay vào việc. Sáng hôm sau, Fowler cùng Nguyệt cầm tiễn Khánh Trân ra sân bay. Fowler dặn dò Khánh Trân kỹ những công việc cần thiết cho tới khi máy bay cất cánh lên đường. Hắn mới cùng Nguyệt cầm lên xe riêng ra về. Khánh Trân không khỏi sung sướng vì chuyến đi công cán này. À ôn lại những sự việc vừa qua mà cảm thấy tự hào do một người đỡ đầu là bạn thân của Kim Quân giới thiệu. À đã vào làm thư ký riêng cho lão đại tá mấy năm nay và được lão hết sức chiều chuộng. Tới khi gặp Nguyệt Cầm, người chị họ giàu có, con một nhà buôn lớn ở Hương Cảng, hai chị em rất tâm đầu ý hợp. Thường thường Khánh Trân vẫn nhận được những tặng phẩm của Nguyệt Cầm và dần dần Khánh Trân bị lôi cuốn vào những công việc mà Nguyệt Cầm hoạt động. Khánh Trân đã gián tiếp trở thành một điệp viên của cơ quan gián điệp Mỹ CIA. Sau khi dùng lá bài hai mặt, bọn đế quốc được Khánh chân cho biết thì giờ Kinh Vu đem tài liệu đi Singapore. Bọn chúng liền giờ thủ đoạn cướp tài liệu trắng trợn. Trong khi một mặt vẫn giả vờ mua bán với Kim Quân để tránh điều tiếng xấu. Bọn gián điệp Mỹ đã chơi một đòn sò lá với ông bạn Đồng Minh. Trong lúc lão đại tá điên đầu bối rối thì Khánh chân cũng viện cớ bố ốm xin nghỉ phép để về thăm để đi Singapore gặp Nguyệt Cầm nhận tiền thưởng từ tay bọn Mỹ. Khánh Trân sung sướng khi được Nguyệt Cầm cho biết à được mời sang du lịch tại Hollywood cùng với tên phái viên Robert Bao thay thế cho Nguyệt Cầm. À vô cùng xúc động. Thành phố Hollywood với những tòa nhà tráng lệ cao ngất tầng mây hiện lên trong trí tưởng tượng của Khánh Trân. Thành phố quê hương của điện ảnh Hoa Kỳ với những tài tử danh tiếng lẫy lừng trên thế giới sao mà hấp dẫn đến thế. Khánh Trân có một mơ ước trở thành một tài tử cine và biết đâu à cũng sẽ trở thành minh tinh màn bạc nhờ lão phái viên bao giới thiệu. Khánh Trần đang nuôi mộng đẹp, à quên phát cả quãng đời nhơ nhuốc của mình khi làm được việc bên cạnh Kim Quân. Cũng như Nguyệt Cầm, à vừa làm thư ký riêng và cũng vừa làm vợ không chính thức của những ông chủ giả dê. Và giờ đây, đang ngồi trên chiếc máy bay, bay lên thiên đường hạnh phúc, à hồi hộp vì sung sướng. Tới khi máy bay hạ cánh xuống phi trường, Khánh Trần phấn khởi bước xuống, trong lòng như có muôn đoá hoa đang thi nhau nở rộ khánh trân vừa đặt chân xuống hết những bậc thang thì đã có hai người một nam một nữ ôm bó hoa đến trước mặt tặng và nói chúng tôi là người nhà của ông bao được lệnh ra đón cô xin mời cô ra xe khánh trân hớn hở nhận hoa cảm ơn và theo hai người ra khỏi sân băng một chiếc xe du lịch kiểu sim ca bóng nhoáng nguy trần đã mở sẵn cửa đón mở khánh trân hãnh diện bước lên xe lòng tràn ngập một niềm vui không bờ bến gã thanh niên lái chiếc xe bon nhanh chở khách về khách sạn, nơi có người đang mong chờ ạ. À. Trên khách sạn, tên Vôn cùng Robert Bao đang chuẩn bị những món ăn để đón khách. Vừa bày những thứ lên bàn, Vôn vừa nói với Bao: "Ngài phái viên, chắc ngài rất hài lòng về chuyến đi này lắm thì phải. Vừa đem về nhiều kết quả cho ông chủ Cam Minh, lại vừa có giai nhân về theo, ngài thật là may mắn quá đấy. Cảm ơn ông bạn, ông đã tốn nhiều công săn sóc đến tôi, không biết đền đáp ông cái gì." Tôi hứa là sẽ về báo cáo lại với ông chủ những hoạt động đáng khen của ông để ngài biết rõ chân giá trị của ông, ông bạn ạ. À. Cuộc hành trình của tôi vất vả nhưng cũng rất thú vị. Tôi còn phải qua Nhật Bản để thu thập một số tài liệu mới nữa. Ôi cái nghề nghiệp của chúng ta bận bịu như thế đấy. Cuộc hành trình trở về của ngài tôi tin rằng sẽ rất thoải mái, ông bạn ạ. À. Nhà đầu cô em của Nguyệt Cầm cũng vào loại đẹp đồ nước nghiêng thành lại rất trẻ nữa. Mong rằng ngài sẽ chiều với ý cô ta khỏi ân hận tới người giới thiệu. Về khoản đó thì tôi cũng không đến nỗi kém cỏi lắm ngài vô ạ. À. Ngài hãy yên tâm và tin rằng những giai nhân mà ngài có nhã ý giới thiệu cho tôi sẽ thỏa mãn. Ngài chắc chắn cô ta sẽ đến đây hôm nay chứ. Tôi có thể bị nhỡ tàu không? Vôn cả quyết. Chắc chứ, Fowter đã điện cho tôi biết tin từ tối qua. Và lại chúng tôi làm việc với nhau không bao giờ chậm trễ cả hai tên gián điệp vừa tán dóc vừa tâng bốc lẫn nhau về nghiệp vụ và như muốn giải quyết vấn đề thắc mắc của mình robert bao hỏi này ngài vôn tôi có một điều muốn hỏi ngài những tài liệu mà ngài nói rằng rất quan trọng mới mua được của một nước đồng minh với một giá rất đắt và hết sức khó khăn tôi rất thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại không thể điều đình thẳng với chính phủ của họ để họ cung cấp cho chúng ta những thứ cần thiết mà lại còn phải mua bán lôi thôi vôn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của bao Hắn cau mày trả lời. "Ngài phái viên, biết giải thích làm sao với ngài trong lĩnh vực chuyên môn này, nhưng tôi chỉ lưu ý ngài về một khía cạnh đặc biệt này. Có rất nhiều tài liệu mà cơ quan tình báo của chúng ta phải mua lại trong các nước đồng minh. Nếu những tài liệu đó nằm ở trong tay một vài cá nhân có tham vọng mà chúng ta thì chúng ta cần biết tất cả những gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra trên thế giới. Vì vậy đôi khi chúng ta còn phải mua những tài liệu ngay ở trong những người có trọng trách" Trong chính phủ của ta nữa cơ, ngài bao ạ? À? Ngài hiểu ý tôi chứ? Robert Bao gật gù. Tôi đã rõ, thật là kỳ diệu. Một đôi khi tôi có hay thắc mắc ngớ ngẩn như thế đấy. Mong ngài đừng hiểu lầm tôi. Cho rằng hay là tôi quá xót xa vì những khoản tiền chi quá lớn. Mặc dù mấy năm nay ngân sách của chúng ta quá hao hụt, nhưng khi cần thiết chi, vẫn cứ phải bạo tay mà chi. Và những kết quả của chúng ta thật là vô giá. Vôn có vẻ hài lòng, phấn khởi nói. Đấy, ngài phái viên ạ, à, ngài có đi các nơi, có lặn lội tìm hiểu thì mới thông cảm với chúng tôi được. Mong rằng ngài sẽ về báo cáo với ông chủ những nhận xét đúng mức về chúng tôi. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dành tất cả những lời tốt đẹp cho ngài, cũng như ngài đã dành những niềm vui sướng cho tôi trong chuyến đi này. Vôn chìa tay nắm chặt lấy tay bao. Chúc cho lời giao ước giữa chúng ta được vĩnh viễn như một lời nguyện thiêng liêng. Cánh cửa phòng kẹt mở, Tên hầu cận bước vào, đưa cho Vôn một tấm thiếp. Xem xong thiếp, Vôn vui mừng nói với bao. Giai nhân đã đến. Khi một cô gái bước vào, thì cả hai tên cùng ngạc nhiên trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Thân hình kiều diễm với những đường nét gợi cảm đập vào mắt khiến tên phái viên ngây ngất. Cô gái tự giới thiệu sau cái chào rất kiểu cách. Tôi là Khánh Trân, em chị Nguyệt Cầm, được hân hạnh đến gặp các ngài theo lời giới thiệu của ngài Fauter tên vôn và bao cùng nắn lại chiếc ca vát và đều đứng dậy chúng tôi đang mong chờ cô rất hân hạnh rồi bất bao tế nhị lão táo nói cô đã đem lại niềm vui lớn cho chúng tôi hollywood là thành phố xinh đẹp quê hương tôi đang chờ đón gót chân diễm lệ của cô khánh chân ạ à. khánh chân khiêm tốn nhìn hai tên rất cảm ơn ngài faute và chị nguyệt cầm đã dành những vinh dự cho tôi tôi rất vui sướng khi bước chân vào đây được gặp các ngài Nhất là ngài phái viên đáng mến. Robert bao như mở cờ trong bụng, hắn tán tỉnh. Tôi đã được ngài vôn đây giới thiệu về cô. Xin thành thực nói rằng, hình như tất cả những nét kiều diễm của nhân loại trên thế gian này đều tập trung vào hai chị em cô. Chào ôi, tôi lại được diễm phúc làm bạn đồng hành của cô trong chuyến đi này. Rất mong cô sẽ tha thứ cho tôi nếu có điều gì sơ suất. Xin mời cô hãy nâng cấp chúc mừng cho cuộc gặp mặt vui vẻ của chúng ta hôm nay. Khánh chân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bao, mở ví rút ra một tập giấy, đặt lên bàn trước mặt Vôn. Thưa ngài Vôn, chắc ngài đã nhận được điện báo của ngài Tơ tối qua. Và đây, xin gửi tới ngài lá thư cùng những thứ ngài cần mà ngài Tơ có giao cho tôi chuyển tới ngài. Vôn cầm lá thư mở ra đọc, cùng xem một số giấy tờ, trong đó có những chứng từ thanh toán, hắn mỉm cười. Ngài Tơ thật quá cẩn thận, ông ta sợ rằng chúng tôi không tiếp cô chú đáo nếu như ông ta được chứng kiến cuộc tiếp đoán hôm nay ắt sẽ hài lòng cô Khánh Trân ạ à. như vậy là chúng tôi đã thỏa thuận với nhau mời cô sang Hoa Kỳ chơi ít ngày nhân tiện có ngày phái viên trở về nhưng trên đường về ngài bao đây còn phải ghé qua Nhật Bản có chút việc vậy cô có thể cùng đi với ngài qua thăm đất nước Phủ tang được chăng Khánh Trân vui vẻ đáp ôi thế thì còn gì bằng cùng một chuyến đi tôi lại được thăm đến hai đất nước Nói đến Nhật Bản là tôi đã hình dung thấy những phong cảnh nên thơ đầy sức quyến rũ rồi. Bao hí hưởng ngắt lời. Thế là cô đã đồng ý rồi nhé. Khỏi phải bàn nữa. Chủ nhân vôn, xin ngài cạn chén và chúng ta mở nhạc lên thôi. Khánh chân cũng nâng cốc, cùng bọn chúng vui vẻ nói chuyện cười đùa. Rồi vôn mở nhạc, điệu swing nổi lên. Hai tên gián điệp cùng một gái giang hồ lần lượt ôm lấy nhau quay cuồng theo tiếng nhạc trong khi vôn đang nhảy với khánh chân thì dường như muốn trổ tài robert bao vào phía trong mang ra một chiếc đàn violon hắn đứng tượng người bên khung cửa sổ đặt đàn lên vai và kéo lên một bản nhạc phụ họa với những âm thanh trầm bổng trong đĩa hát khánh chân đã thấy mệt cô rời khỏi tay vôn chạy ra ngồi xuống ghế bành và bảo vôn tôi muốn thưởng thức tiếng đàn của ngài phái viên đề nghị ngài hãy tắt quay đĩa đi vôn ngoan ngoãn nghe theo và cũng hưởng ứng À vâng, tôi quên chưa giới thiệu với cô. Ngài phái viên đây lại là một nhạc... <laughs> ngài phái viên đây lại là một nhạc sĩ có tài. Tiếng đàn của ngài có sức quyến rũ lạ thường. Được người đẹp chú ý, tên bao cảng ra sức đem tài nghệ ra biểu diễn. Hắn chơi một bài dạ khúc của Sube và Lim Jim cặp mắt say xưa. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, tên hầu cận của Vôn lại mang vào một danh thiếp. Xem xong thiếp, Vôn gật đầu ra hiệu mời khách vào và khi bản nhạc vừa dứt thì một người khách mới chững chạc trong bộ âu phục đắt tiền bước vào khánh chân bỗng giật mình khi nhận rõ mặt hắn và hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ngồi đó hắn bật kêu lên kìa em sao em cũng ở đây là nhưng khánh chân đã vội giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng những cử chỉ ấy không tránh khỏi đôi mắt tò mò của vôn hắn vội hỏi thế ra cô cũng quen hoàng tiên sinh vâng chúng tôi là bạn cũ với nhau Khánh Trân trả lời và nàng không khỏi lo lắng vì sự có mặt của tên Hoàng Tứ Khả tại đây. Tại sao Khánh Trân lại lo sợ như vậy? Sự có mặt của Hoàng Tứ Khả có thể làm cho cô bại lộ vì chính cô là Ngọc Mùi chứ không phải là Khánh Trân. Theo kế hoạch đã định, sau khi Bảo Trung lọt được vào nhà tên Fowler, đặt máy ghi âm, chụp nguyệt cầm và được biết tên Fowler sẽ cử Khánh Trân sang Philippines gặp tên Von cùng phái viên Robert Bao và chắc chắn rằng những tài liệu bị mất hiện nay đã nằm ở Philippines sắp sửa được chuyển về Mỹ. Ngọc Mùi được phân công nhiệm vụ đóng giả Khánh chân để theo sát tên phái viên trên đường về Mỹ. Việc đón bắt Khánh chân đã tiến hành một cách thuận lợi khi ả à vừa bước xuống sân bay và kế hoạch đang tiến hành thực hiện. Tưởng chừng như đã xuôi chiều thì nay một sự bất ngờ đã xảy ra khiến Ngọc Mùi vô cùng bối rối. Biết xử trí làm sao bây giờ? Nếu hắn phát hiện ta với bọn Mỹ thì công việc sẽ ra sao? Thật là vô cùng nguy hiểm cho Ngọc Mùi. Nếu kế hoạch bại lộ, Tốn bao nhiêu công sức và rất có thể phải đổ máu nữa. Làm thế nào báo được tin này cho Bảo Trung biết để anh ứng cứu? Nếu không có một bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn thì đứng trước sự bất ngờ ác nghiệt kia, Ngọc Mùi ắt sẽ bị thất bại hoàn toàn. Suốt thời gian hoạt động ở Singapore cùng Bảo Trung, Ngọc Mùi đã hấp thu được những phương pháp phản ứng linh hoạt của anh. Nên đến nay, đứng trước một sự đe dọa ghê gớm, Ngọc Mùi cũng đang gắng chấn tĩnh và chủ động đối phó. Cô đứng phát dậy đến bên Hoàng, rồi quay ra nói với tên bao xin phép thay mặt ngài vôn tôi giới thiệu với ngài phái viên đây là hoàng tiên sinh người cộng tác viên của chúng ta và xin giới thiệu với hoàng huynh đây là ngài phái viên robert bao người bạn đường tương lai của tôi robert bao cất đàn với thái độ đàn anh hắn chia tay cho hoàng bắt rất hân hạnh hoàng tứ khả miễn cưỡng bắt tay hắn xa sầm nét mặt hết nhìn ngọc mùi lại nhìn bao và vôn rồi hắn thắc mắc hỏi với một giọng chua chát thế ra cô cũng là người của ông chủ ngọc mùi nhếch mép cười anh biết đấy việc đó thì cần gì phải hỏi nữa dường như đoán được nỗi lòng của hoàng tứ khả tên vôn giơ tay ra hiệu mời mọi người ngồi rồi nói hoàng tiên sinh chắc ngài cũng đã nắm vững nguyên tắc là khi bước chân vào đây thì phải tranh tất cả những ý nghĩ tò mò chứ ngài chỉ nên hỏi thăm sức khỏe của cô ấy là đủ rồi thôi ngài đem lại cho chúng tôi thêm những tin tức gì thì cứ nói đi. đây toàn là người nhà cả. ngài phái viên cùng cô khánh chân sắp sửa lên đường về hoa kỳ. đầu óc hoàng tứ khả lúc này cũng đang quay cuồng. từ lúc gặp ngọc mùi ở đây hắn rất hoang mang. từ sau khi bảo trung trốn thoát, tên lã đã phải thú thật với hoàng về tấm bản đồ bí mật bị bảo trung tước đoạt. lã bàn với hoàng tung tay chân đi dò tìm vết tích ngọc mùi và bảo trung, nhưng bọn chúng đã tốn nhiều công mà không thấy tăm hơi tấm bản đồ bị mất ấy đã gợi cho Hoàng Tứ Khả khái niệm một kho tàng quý giá. Lòng tham của hắn đã thôi thúc hắn tích cực trong việc dò tìm. Hôm nay hắn lên đường sang gặp bọn chủ Mỹ ở đây để xin cấp thêm tiền và ngẫu nhiên gặp Ngọc Mùi. Và theo hắn hiểu thì Ngọc Mùi té ra cũng là người đồng bọn và tất nhiên cái anh chàng quán kinh hoa kia cũng là cùng một ruột. Vậy thì tấm bản đồ mật của Lã hiện nay chắc cũng phải nằm gọn ở trong chiếc tủ sắt của ông chủ Vôn rồi. Thế là nghĩa làm sao có nên báo cáo việc này cho vôn biết để vôn lượng tình trả lại tấm bản đồ ấy không 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 nên hy vọng như vậy hoàng tứ khả cũng đã nhiều bài học kinh nghiệm bản thân rồi khi miếng mồi ngon đã lọt vào tay họ thì khó mà buông ra được chỉ còn một cách là phải dùng bạo lực nghĩ vậy hoàng tứ khả liền thay đổi thái độ hắn bỗng nhiên quên hết buồn riêng tình cảm giữa hắn và ngọc mùi chỉ còn là câu chuyện quá khứ hắn vui vẻ hẳn lên nâng cốc rồi nói Thưa Ngài Vôn và Ngài Phái Viên, hôm nay tôi may mắn tới đây lại được gặp Ngài Phái Viên cùng cô bạn gái. Cũng được tin hai người sắp lên đường về Mỹ. Tôi xin thành thực chúc hai người nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc hành trình. Và xin thưa với Ngài Vôn, công ty của chúng tôi dạo này bị hao hụt thậm tệ nên hôm nay đến đây đề nghị với ông chủ cho vay thêm ít tiền để chi dùng. Đó là lý do mà tôi phải đến đây. Mong ông chủ đừng hiểu nhầm rằng tôi có ý đồ gì khác. Vôn cười khanh khách nói Ngài Hoàng, lý do của ngài rất chính đáng Chúng tôi không có ý nghi ngờ gì cả Công việc của ngài cũng đã đạt được nhiều kết quả nhất định Mà chúng tôi đã đánh giá được Chốc nữa, ngài sẽ nhận được ở tôi một ngân phiếu tạm ứng trước 5 vạn đô la để làm vốn Sau sẽ thanh toán, ngài cứ yên tâm Chúng ta hãy cạn chén để chúc cho cuộc họp mặt kỳ thú hôm nay nào Tên Hoàng phấn khởi, cùng bọn chúng chạm cốc Lát sau Vôn lại mở nhạc Bọn chúng tiếp tục ôm lấy nhau nhảy, lợi dụng lúc nhảy cùng Ngọc Mùi tên Hoàng hỏi nàng. Em sắp sang Mỹ cùng phái viên. Vâng. Thế còn thư ký của em đâu? Anh ta về trước rồi. Về đâu? Về Mỹ. Còn tấm bản đồ? Bản đồ nào? Hừm. Em còn vờ vĩnh nữa, không nên giấu anh mới phải. Ngọc Mùi cười nhạt. Tất nhiên anh cũng đã giấu giếm tôi nhiều điều. Hoàng tứ khả cắn môi, một ý nghĩ tàn bạo vụt nảy hắn không kiềm chế nổi bèn hỏi ngọc mùi cô về mỹ làm gì về chơi thôi bao giờ đi sắp sửa cô sẽ không được đi đâu cả anh có quyền gì mà cấm tôi rồi xem hoàng tứ khả nghiến răng đe dọa ngọc mùi bèn rời tay hắn và chạy sang bao khi tên này giang tay mời hoàng tứ khả ấm ức nhưng hắn vẫn vờ vui vẻ đứng vỗ tay theo nhịp bước trong óc hắn đang phát ra một kế hoạch hành động phải gọi đồng bọn cấp tốc sang ngay đêm nay. Phải giành lại tấm bản đồ bằng bất kỳ giá nào. Nếu cần thiết, sẽ sơi tất cả bọn này. Cuộc họp mặt tại nơi ở của Vôn đến đúng 11 giờ thì tan. Bầu không khí căng thẳng kéo dài giữa tên Hoàng và Ngọc Mùi tạm chấm dứt. Thành phố Manila vẫn ồn ào hỗn độn và sẵn sàng quên hết thảy những cuộc sống phức tạp mang trên mình. Tối hôm đó, theo lời yêu cầu của Ngọc Mùi, tên phái viên Robert Bao lái chiếc xe du lịch chở nàng đi chơi quanh thành phố và vào những cửa hiệu tạp hóa mua sắm một vài thứ cần thiết để mai mốt lên đường. Robert Bao tỏ ra rất hào phóng và biết chiều lòng người đẹp Á Đông. Kế hoạch ZFI Chiếc xe Verdez sơn màu xanh nước biển rời khách sạn đang bon trên đường ra sân bay. Trên xe có bốn người. Tên hầu cận lái xe. Chú Vôn ngồi phía trước, còn Robert Bao và Ngọc Mùi ngồi phía sau. Do bất lồng lộng thổi, trời lạnh khiến họ phải đóng kín cửa kính trên xe. Sương mù còn dày đặc buổi sớm mai nên phải bật đèn pha và xe phải chạy với tốc độ trung bình. Hành lý của họ mang theo gồm có hai chiếc vali và cả một cây đàn violon đựng trong chiếc hộp rất đẹp. Với danh nghĩa là một nhà soạn nhạc đi du lịch Robert Bao có thể che mắt các nhà chức trách địa phương một cách dễ dàng. Hôm nay Robert Bao cùng cô bạn gái lên đường đi Nhật Bản lại có một ông chủ một công ty xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, Sắc Lơ ra tiễn chân. Cuộc hành trình của họ thật đẹp đẽ và thơ mộng. Robert Bao Lim Di Mắt, vẻ thoải mái, ngả lưng vào đệm xe mơ màng, còn ngọc mùi thì tay ôm một bó hoa tươi, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp. Bỗng có tiếng còi ô tô, một chiếc xe du lịch khác cũng kiểu vơ đét màu đen đang lao nhanh vượt lên. Khi hai chiếc xe đã ngang nhau, thì chiếc xe vơ đét màu đen, một bàn tay bí mật, là một động tác rất nhanh rồi vượt hẳn lên trước. Một tiếng nổ khẽ, Pình. chiếc vơ của vôn dường như bị bó phanh sệt bánh. Tên hầu cận lái giảm tốc độ và cho dừng xe lại nhảy xuống. Một chiếc lốp bánh xe sau đã vỡ, chỉ hơi xẹp xuống. Bọn vôn và bao còn đang ngạc nhiên thì liền lúc đó, chiếc xe hồi nãy đã quay trở lại, đỗ trước chiếc xe của vôn. Rồi từ trên xe nhảy xuống hai người cao lớn, nhanh nhẹn bước đến bên chiếc xe xanh, mở cửa, dương những nòng súng đen ngòm chĩa vào những người trong xe. Một người hạ lệnh bằng tiếng Anh. Xin mời ông chủ Vôn, Ngài Bao cùng cô nương sang ngay chiếc xe của chúng tôi. Robert Bao, Vôn đều ngơ ngác hốt hoảng nhìn bọn người lạ mặt. Vôn chấn tĩnh hỏi. Các ông là ai? Định làm gì chúng tôi thế này? Một người trong bọn nói. Không có thì giờ giải thích bây giờ. Xin mời các ngài ra khỏi xe ngay. Và mong các ngài nhớ cho rằng những khẩu súng này có gắn ống hãm thanh. Ngọc Mùi sợ hãi khi nhận thấy bọn chúng đều là những người lạ mặt cô nép người vào sát robert bao lo lắng nghĩ không phải người mình bọn này chắc hẳn là tay chân của tên hoàng mất rồi thôi thế là hỏng hết ngọc mùi đã đoán đúng hai người lạ mặt chính là tên dương và tên lã bọn đàn em của hoàng tứ khả chúng đang âm mưu chơi một vố với quan thầy bắt ngọc mùi để đòi lại tấm bản đồ quý giá tên hầu cận của vôn cũng đã bị một người khác dí súng bắt ngồi im tại chỗ một tiếng quát khẽ mời các ngài xuống xe mau không thì đừng trách chúng tôi đối xử tệ. Bật đắc dĩ, cả ba người đều phải ra khỏi xe. Vôn giả bộ ngoan ngoãn, giơ hai tay bước xuống. Rồi thừa lúc bất ngờ, hắn cúi người, lao thẳng đầu vào bụng tên lã và lấy tay gạt mạnh văng khẩu súng lục trên tay hắn. Một cuộc vật lộn giữa tên Vôn và tên lã bên chiếc xe, nhưng từ chiếc xe vơ đét của bọn gian, nhảy sổ ra một tên nữa xuống giúp sức. Thế là tên Vôn chống không nổi, hắn vội giống lên kêu cứu. Bọn gian lập tức trói chặt tay và nhét rẻ vào mồm Vôn một tên hất hàm bảo ngọc mùi và bao đang tái mặt đứng đấy. Nếu hai người còn quý định chống cự thì cũng sẽ như ngày vôn thôi, nói ngọt không nghe. Sau khi tước hết vũ khí và hành lý của bọn vôn, chúng đàng hoàng đẩy mấy người sang chiếc xe vơ đét màu đen. Chúng nhét cả bốn người vôn, bao, ngọc mùi và tên hầu cận ngồi khoang sau cùng tên dương. Còn ba tên gian ngồi khoang trên, bỏ mặc cho chiếc xe xanh vỡ lốp nằm ở vệ đường. Lã hạ lệnh mở máy. Tên lái xe của bọn Gian mở công tắc điện kéo nút đề pa nhưng kéo mãi vẫn không thấy nổ xe lại hỏng quái thật tên lã ra lệnh chữa mau lên tên lái xe nhảy xuống mở nắp động cơ loay hoay mãi nhưng xe vẫn không chạy được tên dương cũng nóng lòng vội bảo một tên gian chú ý giám sát bọn vôn rồi hắn nhảy lên giúp sức cho tên tài xế dương mở hộp máy và hắn rất kinh ngạc thấy mấy đầu dây dẫn điện bị cắt đứt ai đã nhảy vào xe khi bọn chúng xuống hết để bắt bọn vôn chúng ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng một hồi còi rúc vang, bọn gian chưa kịp định thần thì đã bố thấy bốn người cảnh binh lực lưỡng từ sau xe nhảy sổ đến, kèm theo một tiếng quát lớn. Giờ hết tay lên, và bốn khẩu súng đen ngòm cũng chĩa thẳng vào bọn gian một cách hung dữ. Vừa bị mắc kẹt trong xe chật trội, vừa bị hỏng xe nên tên lã thấy rằng có chống cự cũng vô ích và trời đã dần sáng rõ nên đành ngoan ngoãn giơ tay. Bọn đàn em cũng phải làm theo sau khi tước đoạt hết súng của bọn gian một người cảnh binh nói Hừ, các anh hành động ghê gớm thật nhưng bịt sao được mắt của nhà chức trách sự việc đột ngột xảy ra cùng một lúc tên bao bàng hoàng hắn biết rằng đã được cứu nên vội vàng cảm ơn rối rít đồng thời hắn loay hoay cười trói và tháo rẻ ở mồm cho vôn bọn gian hầu hết đã bị cùm tay người đội trưởng cảnh sát lại hạ lệnh mời tất cả về trụ sở để xét xử Tên Vôn đã lấy lại tư thế, hắn đĩnh đạc nói. Ngài đội trưởng, tôi là Sackler Vôn, người Mỹ. Đây là bạn tôi, Robert Bao, cùng cô nương Khánh Trân. Mong ngài dẫn bọn gian phi này về bốt trước, để giam giữ. Lát tôi sẽ quay về nói chuyện rõ với các ngài sau. Người đội trưởng lạnh lùng trả lời bằng tiếng Anh. Thưa ngài Vôn, chuyến đi Nhật Bản của ngài Robert Bao cùng cô Khánh Trân sẽ phải hoãn lại để dịp khác. Chúng tôi nhất thiết mời tất cả các ngài lên gặp chúng tôi có việc cần ngay bây giờ. Tên vôn hách dịch trả lời Ngài đội trưởng, ngài không nên cản trở công việc của tôi Ông tránh cẩm Clement là bạn thân của tôi Mong ngài biết điều đó Hãy để chúng tôi đi và xin trao lại cho chúng tôi những thứ bọn gian vừa tước đoạt Giọng người đội trưởng trở nên nghiêm khắc Yêu cầu ngài hãy theo chúng tôi và xin lỗi Chúng tôi không phải là người của ông Clement, ngài vôn ạ Bây giờ bọn gian sẽ lên chiếc xe của chúng tôi Còn các ngài cứ ngồi trên chiếc xe này Và chúng tôi sẽ chữa rồi cùng đi Mong các ngài hãy yên tâm cho Đến lượt vôn và bao hoang mang lo sợ Riêng Robert bao Hắn ôm khư khư chiếc hộp đàn violon Vì tài liệu mật hắn giấu ở đó Còn Ngọc Mùi Cô rất sung sướng Vì đã nhận rõ người đội trưởng cảnh sát Chính là Bảo Trung trá hình Mà cô đã kịp thời báo tin cho liên lạc bữa trước Hai ngày sau Ngọc Mùi trở về Hà Nội trước Để báo tin cho đại tá Obi Về kết quả công việc Đồng thời đề nghị lão cho người sang đón Bảo Trung và bảo vệ tài liệu về Hà Nội. Bảo Trung trở lại Singapore làm nốt những công việc chưa xong. Bảo Trung sao tập tài liệu ra thành ba bản. Đồng chí Lý và Lương giam giữ bọn gian cùng vôn bao khai thác thêm những điều cần thiết. Cuối cùng, họ chói tay tất cả bọn, nhét vào trong chiếc xe taxi. Rồi một đêm khuya, họ chở bọn chúng đến một vùng ngoại ô Philippines, bỏ mặc ở đấy, cho tới khi nhà chức trách địa phương phát hiện thấy. Bọn chúng mới được đưa về trụ sở để khai báo. Tên Vôn và Bao lập tức được trả lại tự do Nhà chức trách đã cử người bảo vệ bọn chúng trở về nhà Còn bọn tay chân của Hoàng Tứ Khả Thì vẫn bị giam giữ Để xét hỏi cặn kẽ Tại Sở Cảnh sát Philippines Ít ngày sau Obi cử Polvayang cùng hai nhân viên tùy tùng Sang Singapore đón bảo chung Gặp anh, Polvayang hết sức mừng rỡ Chúc mừng anh đã thành công Anh hãy mau trở về Để nhận những phần thưởng xứng đáng Rất cảm ơn Đại tá có được khỏe mạnh không? tình hình ở nhà ra sao anh cho tôi biết qua đại tá vẫn khỏe à. duy tình hình chiến sự không được lạc quan lắm nhưng không hề gì trong chính phủ quốc gia cũng có nhiều thay đổi nhưng kệ họ bôn vai ăn vớt tỉnh nói tiếp bảo trung ạ à, sự thành công của anh cũng là sự thành công của tôi vắng anh một thời gian mà tôi thấy nhớ quá thú thật là mất một người chi kỷ nay anh xong xuôi công việc trở về tôi lại có bạn vui trẻ chén còn gì thú bằng nữa bảo trung vui vẻ bảo gã Thiếu tá, anh là người bạn rất trung thành của tôi. Những lúc sướng vui, tôi đều nghĩ đến anh. Vậy mong anh hãy luôn cho tôi biết nếu có những chuyện gì có liên quan đến tôi mà đại tá còn giấu giếm nghe. Paul ăn cả quyết. Tất nhiên tôi chỉ đem lại cho anh những tin lành. Nghe đâu đại tá, sắp cho anh đi phép một tháng về Pháp. Đó là tin mừng của anh, mà cũng lại là tin đáng buồn cho tôi, anh hiểu không? Ồ, thế thì tôi sẽ cố gắng san sẻ niềm vui cho anh. Cứ yên tâm, Paul ăn ạ. À. Bảo Trung vui vẻ nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thấy hơi lo. Nếu được đi phép mà phải về Pháp thì làm sao? Ngay chiều hôm đó, anh thu xếp cùng Bonvoyang với những người tùy tùng về ngay Hà Nội. Cuộc hành trình trở về an toàn, xuống đến sân bay Bạch Mai, một cuộc tiếp đón long trọng diễn ra. Đại tá Obi cùng tất cả các sĩ quan thường trực tại phòng tham mưu đều có mặt. Một số thiếu nữ Pháp ôm những bó hoa tươi chờ sẵn. Bảo Trung hãnh diện bước xuống thang máy giữa những tiếng hoan hô. Ô Bì chứng chạc trong bộ quân phục đại tá, bước đến giang hai tay ôm Bảo Trung, đặt những chiếc hôn thân thiết. Hoa từ tay các thiếu nữ Pháp đem tặng, Bảo Trung ôm không hết, Bôn Vai Ăng phải đỡ hộ anh. Ô Bì phấn khởi, lão không nói nhiều, chỉ bỗ vai anh khen luôn mồm. Khá lắm, khá lắm, anh không phụ lòng tin cậy của chúng tôi. Anh đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ miền đất lạ, một cách tốt đẹp, giỏi, giỏi lắm. Bảo Trung khiêm tốn. Rất cảm ơn đại tá, sở dĩ miền đất lạ thành công cũng là do sự chỉ huy sáng suốt của đại tá bảo trung giạt rào niềm tự hào anh thoáng thấy một vài ánh mắt ghen tức trong nhóm sĩ quan nhưng cái đó không hệ trọng cái hệ trọng là ở chỗ anh đã giành được lòng tín nhiệm của obi hoàn toàn ngay tối hôm đó obi mở việc đón mừng bảo trung đã thành công trong nhiệm vụ đặc biệt đem về cho bộ tham mưu nhiều thắng lợi sáng hôm sau obi mời bảo trung đến trụ sở với vẻ mặt vui sướng lão bảo đại úy Bộ chỉ huy hết sức khen ngợi chúng ta Tôi đã đề nghị cho anh được phép đi phép một tháng Đáng lẽ người nhà anh từ Pháp sắp sang đây thăm Nhưng tôi vừa điện về Cho ba má anh biết Là anh sắp được về chơi rồi Chắc phen này thì gia đình anh sẽ hết sức vui mừng Cảm ơn sự quan tâm của đại tá Sở dĩ công việc được thành công Cũng là nhờ tài xếp đặt khéo léo của đại tá Mặt Obi tươi hẳn lên Lão hân hoan nói Bảo chung tôi muốn nghe anh tường thuật tỉ mỉ Tất cả những sự việc đã xảy ra để tôi có thể dùng đó làm những tài liệu kinh nghiệm, truyền bá cho những sĩ quan tham mưu khác. Anh hãy nói đi. Bảo Trung tường thuật tỉ mỉ những việc đã xảy ra tại Singapore và Philippines, nhưng riêng chuyện anh bắt liên lạc với các đồng chí của ta và được sự giúp sức của anh em công nhân thì nói khác đi là anh thuê được người tốt trong bọn găng tơ để hành động và anh đã phải dùng tấm bản đồ mật chỉ dấu kho tàng để tặng bọn chúng, chúng mới tích cực hỗ trợ anh. Obi nghe xong, lão tấm tắc khen ngợi. Lão rất hài lòng về cách xử trí của anh, chợt nhớ đến Ngọc Mùi, bảo Trung hỏi: "Thưa đại tá, Ngọc Mùi hiện nay ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta để chia vui." Obi nhìn anh cười vui vẻ. "Cô bé khá lắm, tôi đã khen thưởng. Hiện nay vì có một công việc gấp nên tôi đã cử cô ấy về Hương Cảng rồi. Tôi sẽ cho anh địa chỉ của cô ta. À, mà Ngọc Mùi có nhắn tôi nói với anh rằng nếu có thì giờ thì sang Hồng Kông chơi thăm cô ta ít ngày, anh nghĩ thế nào?" Một ý định mới vụt nảy, Bảo Trung phấn khởi nói với lão. Thưa đại tá, rất cảm ơn ngài đã cho phép tôi được về thăm gia đình. Thật hạnh phúc cho tôi vô cùng. Nhân tiện cũng xin phép đại tá cấp cho tôi hộ chiếu để sang hương cảng ít ngày thăm cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là người có công và đã cộng tác chặt chẽ với tôi trong thời gian qua. Phải lắm, đại úy ạ. Tôi cũng tán thành ý kiến ấy của anh. Ngay từ hôm nay, cho tới khi nhận được quyết định của bộ tham mưu cho anh đi phép, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái ở đây đi tôi sẽ đề nghị bộ cấp thêm cho anh các khoản kinh phí đi hồng kông và tạo điều kiện cho anh được nhanh chóng cần thiết cần thiết yêu cầu gì thì đại úy cứ nói với tôi đừng nề hà gì cả nghe xin thành thật cảm ơn đại tá và xin gửi đại tá lời chúc sức khỏe tới quý phu nhân ô thân mật ngắt lời chính tôi phải cảm ơn anh mới đúng thôi đại úy ạ à, anh đừng câu nệ với tôi nữa có muốn đi chơi đâu thì cứ lấy xe riêng của tôi mà đi đối với anh trong thời gian này không có khuôn khổ gì bó buộc nữa đâu chia tay với Obi, lòng báo chung tràn ngập niềm vui sướng. Tối hôm đó, anh đã chuyển ngay về bộ chỉ huy mặt trận, tập bản sao tài liệu mật cùng những báo cáo của anh. Ít ngày sau, anh nhận được một bức mật thư từ hậu phương chuyển tới. Đồng chí Sơn thân mến, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí đã thành công trong nhiệm vụ mà đoàn thể đã giao phó. Những tài liệu đồng chí gửi về, trong đó có những chi tiết quý giá, nằm trong kế hoạch ZFI đó là những kế hoạch nhằm phong tỏa vùng biên giới tổ quốc ta do bọn chỉ huy quân sự khối Đông Nam Á đang xây dựng mà quân đội Viễn chinh Pháp có nhiệm vụ thực hiện. Trong đó có những bản đồ từng khu vực mà tàn quân quốc dân đảng Trung Hoa đang ẩn náu, gồm số lượng vũ khí và tình hình tổ chức chỉ huy, vân vân. Những tài liệu ấy sẽ giúp cho quân đội ta dễ dàng tiêu diệt bọn tàn quân quốc dân đảng nếu chúng tràn sang biên giới, đồng thời sẽ góp phần vào chiến dịch giải phóng biên giới nước ta sau này. Bộ Tư lệnh hết sức khen ngợi đồng chí kết hợp với việc bọn thực dân cho đồng chí nghỉ phép bộ tư lệnh mặt trận cũng sẽ dành những phần thưởng xứng đáng cho đồng chí đồng chí có thể cứ đi hồng kông nghỉ theo kế hoạch và ở đấy đồng chí có thể gặp được những người thân yêu nhất bộ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí dễ dàng xin báo tin để đồng chí biết đồng chí thuận vẫn khỏe tuyết trinh rất tiến bộ mọi người đều mong gặp được đồng chí còn một điều này nữa chuyện về pháp đồng chí cũng đừng ngại sẽ có phương pháp giải quyết đồng chí thuận sẽ bàn với đồng chí sau tiện đây xin nói rõ để đồng chí biết thêm. Anh chàng con trai ông lại vẫn khỏe mạnh và rất yêu đời. Những bí mật của sự việc, đồng chí Thuận sẽ giải thích cho đồng chí hiểu thêm. Đồng chí Sơn thân mến, nhiệm vụ của chúng ta còn dài. Tổ quốc không bao giờ quên những người con yêu trung thành và dũng cảm. Chúng ta sẽ sống thật xứng đáng là những người thanh niên dưới thế hệ Hồ Chí Minh. Chừng nào còn bóng quân xâm lược dày xéo trên đất nước, chừng ấy chúng ta còn phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chúc đồng chí thành công trong nhiệm vụ mới. Thân mến! thay mặt Bộ Tư lệnh Mặt trận Hoa Hồng Đỏ. Mỗi con người đều có những ước mơ, có ước mơ có thể hiện thực được và cũng có ước mơ thật xa vời. Riêng ở người tình báo, thường chỉ có chung một ước mơ rất đơn giản nhưng rất vĩ đại, đó là lòng mong muốn làm tròn nhiệm vụ. Bảo Trung cũng vậy, anh nhận thấy nhiệm vụ của mình còn dài, những thành tích của anh mới chỉ đóng góp một phần nhỏ vào công việc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, chống thực dân Pháp mà thôi những chiến công mà anh giành được không phải là của riêng anh mà là chiến công chung của tập thể dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tổ chức. Cấp trên luôn luôn theo sát anh từng bước để chỉ thị và hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ. Vài ngày tới anh sẽ đi Hồng Kông, sau đó lại đi phép về Pháp, một nhiệm vụ mới đang chờ đón anh ở phía chân trời. Các bạn thân mến, tiểu thuyết miền đất lạ xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay xin kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại